chương 3960, Gia Hư Không Thú. Lăng Hàn mang theo bảo điển trận Pháp trở về, chuyến này hắn đi nhận đại chất tử, hắn có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Mạnh như hóa linh chân quân, hoàng đế một quốc gia, hiện tại luận bối phận lại là cháu của hắn, chỉ nghĩ tới điểm này cũng làm hắn hưng phấn. Đương nhiên hắn sẽ không nói việc này với kẻ nào, chính mình mừng thầm là được rồi, lại nói, cho dù nói cho người khác biết, người khác chưa chắc sẽ tin. Trở lại ngoại vụ phủ, Lăng Hàn lại chuẩn bị một phen, lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp bảo điển. Hắn tin tưởng, trận văn phía trên là cấp độ tiên đồ, đối với hắn hiện tại, yêu cầu cấp độ niệm lực quá cao, hắn không có năng lực thôi diễn tiếp. Tương phản, cường giả tiên đồ có một đặc thù rất lớn, đó chính là niệm lực rất mạnh. Điểm ấy có thể nghiệm chứng từ trên người Công Tôn Lương, niệm lực có thể tùy ý nâng tảng đá mười mấy vạn cân, việc này quá mức kinh khủng. Muốn nói mặt hàng như Công Tôn Lương chính là niệm lực đại sư. Đánh chết Lăng Hàn cũng không tin, cho nên, sau khi vượt qua tiên môn, niệm lực của võ giả sẽ có tăng lên rất lớn, như vậy suy ra, muốn trở thành trận sư tiên cấp, yêu cầu niệm lực phải cao bao nhiêu? Cho dù Lăng Hàn bảo vệ chặt thần thức cũng vô dụng, trận văn tiên cấp có đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều, chỉ cần nghiên cứu một chút đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, hắn đành phải từ bỏ, hắn cảm thấy buồn bực, như vậy chẳng khác gì hắn đi vào bảo sơn nhưng lại về tay không. A à. Hắn phát hiện ra thú không chỉ ghi lại trận văn, còn có một đoạn văn tự ngắn, nói rõ lai lịch của tấm gia thú này. Đây là gia hư không thú, đã được trận pháp đại sư luyện chế qua. Lăng Hàn đọc, hư không thú là thần thú trong thiên địa, trời sinh có thể qua lại không gian, chính là một trong những thần thú kỳ lạ nhất thế gian. Gia hư không thú có thể đưa người xuyên qua hư không, khó bị phát hiện. Dùng nó ghi chép trận văn cũng không tránh được thời gian ăn mòn, trường tồn vạn ức năm. Lăng Hàn cười to hóa ra bản thân tấm da thú cũng là một kiện trí bảo hắn đắp da thú lên người chợt cảm thấy có lực lượng thần kỳ tác dụng lên mình giống như dung nhập vào trong không gian khác a à, a à, bỗng nhiên lăng hàn nhìn thấy một đứa bé hắn có thể kết luận đây chính là một trong bảy hồ lô oa nhưng hắn chưa từng nhìn thấy từ trước tới nay lục oa hắn có thể nhìn thấy lục oa ẩn thân phụ thân tại sao ngươi cũng có thể ẩn vào trong hư không rồi lục oa cắn ngón tay sau đó vỗ hai tay nói ta biết rồi, người khoác ra hư không thú, cho nên có thể ở cùng không gian với ta, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Thật thông minh, thông minh tới mức hắn cảm thấy tự hổ thẹn. Lăng Hàn thở dài, bảy đứa bé này không gì không biết nhưng ký ức bị khóa lại, cần gặp được tình huống đặc biệt mới mở ra. Giống như Lục Hoa sẽ không chủ động nói ra hư không thú có thể ẩn thân, sau khi nhìn thấy hiệu quả này, nàng lập tức kịp phản ứng. Bằng không chỉ là bảy đứa bé, tại sao có thể biết nhiều như vậy? Khó trách, các nàng là đại năng chuyển thế sao? Lăng Hàn cười cười, rốt cục nhìn thấy dáng vẻ của lục hoa. Chờ chút, hắn có thể xuyên tường không? Lăng Hàn đi tới bên bức tường, sau đó chạm nhẹ vào, kết quả. Không được, ha ha ha, lục oa cười to, nói. Phụ thân, người chỉ khoác da hư không thú, lại không hòa làm một thể với tấm da, cho nên, người không có khả năng dùng nhục thân xuyên qua chướng ngại. Ai, thì ra là thế. Lăng Hàn vô cùng thất vọng, nếu hắn cũng có thể tùy ý xuyên qua cấm chế và tường dày như lục hoa thì quá tốt. Mặc dù không được hoàn mỹ, hắn không thể phủ định ra hư không thú cường đại, có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Có gia thú này, lại có tấm bia đá, dùng gõ ám côn rất tốt. Trái tim lăng hàn đập thình thịch, ngay cả hầu ca cũng nói mảnh vỡ bia đá khó lường, hắn muốn thử uy lực của nó một chút. Tìm ai đây, hắn suy nghĩ, lập tức chọn người. Không thiên bộ, nói làm liền làm, đêm đó, lăng hàn rời đi lặng lẽ, Lục Oa tiểu quỷ tinh linh đi theo hắn, sau khi biết phụ thân đi làm việc xấu, tiểu nha đầu lập tức đi theo xem náo nhiệt. Cũng được, tiểu nha đầu trời sinh tự mang hiệu quả ẩn hình, chỉ cần không phải cường giả tiên đồ thì không có khả năng phát hiện ra nàng. Nhân thời điểm tối tăm, hắn đi tới bên ngoài hồng phủ, lang hàn lấy ra hư không thú khoác lên người, hắn cũng trốn vào trong hư không. Leo tường, vào phòng, động tác liền mạch, hồng phủ rất lớn, hồng thái sư cũng không chỉ có Hồng Thiên Bộ, Hồng Thiên là cháu trai hắn còn có một đống con cháu khác, lại thêm một số bảng chi, thật ra nhân khẩu của Hồng gia rất lớn, nếu tập trung lại cũng có thể tổ kiến thành môn phái. Lăng Hàn tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được phòng của Hồng Thiên Bộ. Gần dạng sáng nhưng Hồng Thiên Bộ còn chưa ngủ, đang trò chuyện với Hồng Thái Sư trò. Hiện tại đại thế của ác tử kia đã thành, rất khó xử lý. Đáng hận, không thể sớm tiêu diệt hắn từ trong trứng nước. Lại nghe giọng nói của Hồng Thái Sư vang lên, lão già khốn kiếp, ba phen mấy bận nhắm vào mình, hắn còn chưa hết hy vọng lăng hàn hừ một tiếng lần này hắn tới báo thù hồng thiên bộ phải đánh hồng thái sư cũng phải đánh hồng thiên bộ lại nói không cần lo lắng ác tử kia tu vi của hắn quá thấp không thành tài được chủ yếu là trần phong viêm thực lực của hắn sâu không lường được mặc dù mọi người đoán hắn là cao thủ sinh đan cảnh nhưng như ta thấy có khả năng còn cao hơn bộ nhi người xác định hồng thái sư có vẻ bối rối bọn họ đang mưu tính chuyện rơi đầu hồng thiên bộ gật đầu ta dung hợp một con mắt của thái cổ hung thú có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người khác không thấy chẳng qua lúc đó gặp trần phong viêm dung hợp còn chưa đủ hoàn mỹ cho nên ta cũng không thể kết luận chỉ có cảm giác như thế hồng thái sư im lặng trần phong viêm càng mạnh như vậy mưu đồ của bọn họ càng khó thực hiện bộ nhi không còn cách nào khác chúng ta nên làm việc điệu thấp một chút hắn khuyên nhủ hồng thiên bộ nói ta đã liên hệ với cường giả trong lồng giam có một vị hóa linh chân quân cố ý thu ta làm đồ đệ mặc dù thực lực trần phong viêm cường đại nhưng hắn không có khả năng so sánh với hóa linh chân quân thật chứ hồng thái sư lại hưng phấn hồng thiên bộ gật đầu không qua mấy năm đại năng trong lao tù sẽ xuất thế trong thời gian này ta sẽ toàn lực gia tăng tu vi đến lúc đó phong vân biến ảo cuộc đời thăng trầm còn phải xem hồng thiên bộ ta ha ha hồng thái sư cười to nói bộ nhi tương lai Hồng gia ta đều đặt lên vai của ngươi. Gia Gia yên tâm, Hồng gia nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay ta, trở thành gia tộc cường đại, thậm chí, tương lai còn phải đi vào tinh không, đặt song song với những gia tộc đỉnh cấp. Hồng Thiên Bộ nói năng hùng hồn, Hồng Thái Sư nghe hắn vẽ cái bánh lớn liền kích động, giống như nhìn thấy cảnh này ngay trước mắt. Người nào, đột nhiên Hồng Thiên Bộ hét lớn một tiếng, hắn phá cửa sổ lao ra ngoài. Trường 3961, gõ ám côn. Bộ nhi, phát hiện tình huống như thế nào. Hồng Thái Sư cũng nhảy ra, hắn rất trột dạ, nội tâm đầy lửa giận. Bọn họ vừa đàm luận nội dung đại nghịch bất đạo, mặc dù chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ cũng có thể thể thốt phủ nhận, nhưng Trung Quy vẫn trột dạ, mấu chốt nhất là, đây chính là Hồng Phủ, làm sao có người lẻn vào. Hồng Thiên bộ cao mày, hắn cảm ứng rất rõ ràng, lúc chạy ra đây lại không phát hiện cái gì, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, sau khi dung hợp một con mắt của thái cổ hung thú, sức quan sát của hắn tăng lên gấp trăm lần chẳng lẽ là mình đa nghi hồng thiên bộ lại dò xét hai lần lúc này mới nói với hồng thái sư có lẽ ta nhìn lầm hồng thái sư thở ra một hơi không có ngươi mới tốt không còn sớm ngươi nghỉ ngơi sớm đi hắn nói với cháu trai vừa mới nháo ra trò như thế hắn cũng không có hứng thú nói chuyện hồng thiên bộ gật đầu hắn đi tới cửa viện rời khỏi phòng hồng thái sư hắn đi thêm hai vòng mới về tới phòng mình trên nóc nhà lăng hàn thở ra một hơi trực giác của hồng thiên bộ thật linh mẫn con mắt thái cổ hung thú quá trâu bò chờ một lúc lăng hàn lặng lẽ nhảy ra khỏi nóc nhà cẩn thận không phát ra một chút tiếng động nào trong phòng hồng thiên bộ vẫn chưa nghỉ ngơi hắn đang ngồi trước bàn đèn xem sách lăng hàn lẽ lẽ đi tới trong tay cầm mảnh bia đá vỡ to như cục gạch và nâng lên bốp hắn đập xuống dù sao hồng thiên bộ cũng là hồng thiên bộ cho dù dưới tình huống như thế hắn vẫn có cảm ứng bỗng nhiên quay đầu lại đáng tiếc đã chậm ba bia đá đập vào đầu của hắn hắn không kịp phát ra tiếng nào lúc này ngã xuống đất và ngất đi lang hàn kinh ngạc bia đá này quá trâu bò mạnh như hồng thiên bộ cũng bị đánh ngất đi lang hàn bật cười bởi vì trên trán hồng thiên bộ chẳng những sưng lên một cục u thật lớn trên đó còn in một chữ là chữ của bia đá không nhận ra là cái gì cũng rất mơ hồ hầu ca nói bia đá có tử khí quấn quanh cực kỳ không lành lang hàn thì thào dùng nó gõ ám côn chẳng phải người ta cũng gặp vận rủi ba năm. Hắn cười một tiếng, bắt đầu tìm kiếm. Hồng thiên bộ chẳng những có thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa còn có cơ duyên thật lớn, trên người hắn có rất nhiều bảo vật. Lăng Hàn nhanh chóng tìm ra một kiện pháp khí không gian, rót niệm lực vào nhìn, bên trong có mấy kiện bảo vật, vật liệu chân quý, có không ít sinh mệnh bảo quả. Cũng chỉ có bao nhiêu đây, bỗng nhiên Lăng Hàn nhớ tới Hồng Thiên Bộ đang xem sách, vội vàng nhìn lên bàn, hắn vô cùng vui mừng. Đây là một môn thân pháp, tên là chỉ xích thiên nhai. Từ miêu tả thân pháp, nó thuộc về tiên cấp, người phàm không phải không thể học, nhưng bởi vì cấp độ lực lượng kém hơn quá nhiều, tự nhiên không thể phát huy hết uy lực, hơn nữa cũng không thể thi triển liên tục. Môn thân pháp này, Hồng Thiên Bộ tìm được trong mộ của một đại năng cổ đại, cho dù đặt trong văn minh trước kia, môn thân pháp này cũng có thể xưng là đỉnh cấp. Từ điểm đó có thể thấy, số mệnh của Hồng Thiên Bộ tốt tới mức nghịch thiên. Tiến vào trong mộ đại năng, thuận lợi tìm được bảo thuật toàn thân trở ra, trên đời này có mấy người làm được. Lại thêm ra hỏa này còn dung hợp con mắt của thái cổ hung thú, có thể thấy số mệnh rất mạnh. Lần này tha mạng cho ngươi, người ba phen mấy bận ỉ thế hiếp người, không thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Lăng Hàn thì thào một câu, hắn và Lục Hoa rời đi, lại đi tìm kiếm hồng thái sư. Công việc rất đơn giản, chỉ là minh văn cảnh mà thôi, Lăng Hàn không thèm quá mức ẩn tàng khí tức, hắn đánh một cái, lão gia hỏa ngất đi trên người hồng thái sư không có bao nhiêu chất béo chỉ có ngọc tử hết lần này tới lần khác lang hàn hiện tại lại không thiếu ngọc tử lang hàn trở về hắn thấy sắc trời còn sớm nên ngủ một giấc sáng sớm ngày thứ hai hắn theo thường lệ bắt đầu tu luyện đột nhiên cảm thấy tu vi tiến cảnh tăng nhanh kinh người hoàn cảnh thiên địa lại biến hóa gia tăng tốc độ tu luyện tốc độ tu luyện tăng lên là chuyện tốt nhưng cũng có ý nghĩa đám người trong lồng giam cũng sắp xuất thế biến hóa càng nhanh càng lớn người đi ra càng nhiều càng mạnh Hiệu quả phong cấm của lồng giam dựa vào năng lực hấp thu lực lượng thiên địa, thiên hải tinh trước kia không thích hợp tu luyện, cho nên lao tù cực kỳ vững chắc, không có người nào thoát ra. Cho nên, vào ngày thiên hải tinh hoàn toàn khôi phục, nói rõ lồng giam mở ra hoàn toàn. Đây là việc rất mâu thuẫn, một phương diện lăng hàn muốn tu luyện càng nhanh, một phương diện lại không hy vọng cường giả trong lồng giam xuất thế nhanh như vậy. Ai, lăng hàn thở dài, được rồi, không nghĩ nữa, mặc kệ hắn hy vọng hay không hy vọng, Biến hóa như thế cũng không phải chuyện hắn có thể ngăn cản hay ảnh hưởng, cho nên hắn không thèm quan tâm. Mấy ngày trôi qua, nghe đồn nổi lên bốn phía, Hồng Thiên Bộ bị người ta đánh, trên trán xuất hiện một cục u lớn. Như vậy còn chưa tính, Hồng Thiên Vô Thiên Kiêu vô song lại bị vận rủi quấn thân, có hạ nhân Hồng Gia nói rằng, thời điểm Hồng Thiên Bộ đang tu luyện, đột nhiên phòng sập làm hắn đầy cho bụi. Hay lúc hắn ăn cơm, ăn uống thế nào lại mất đi nửa cây răng. Ví dụ thời điểm đi đường thì phía trước đột nhiên xuất hiện cái hố to. Rất nhiều chuyện trùng hợp không thể tưởng tượng nổi đều xuất hiện trên người hắn, giống như hắn bị người ta ám hại, nhưng người thông minh đến đâu cũng không cho rằng đây là trùng hợp, cho nên chỉ có thể nói vận khí của Hồng Thiên Bộ rất hỏng bét. Sau khi Lăng Hàn nghe xong, hắn bật cười lớn, đúng như Hầu Ca nói, mảnh bia đá này là vật chẳng lành, âm khí quá nặng, người xem, Hồng Thiên Bộ bị đánh một cái đã xui xẻo như thế. Nhưng mà, Hồng Thiên Bộ dù sao cũng là Hồng Thiên Bộ, cho dù dưới tình huống như thế, hắn vẫn bước vào tầm bí cảnh. Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô chấn động, mặc dù bây giờ tầm bí cảnh đã thành mặt hàng đi đầy đường, nhưng Hồng Thiên Bộ lại là đệ nhất thiên tài năm xưa, hiện tại lại là một trong song kiêu của đế đô, hắn bước vào tầm bí cảnh, ý nghĩa phi phàm. Có lẽ, tương lai không lâu, đế đô sẽ xuất hiện cường giả tiên đồ thứ hai. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, trong tình huống vận rủi quấn thân, Hồng Thiên Bộ còn có thể tiến bộ nhanh như vậy, số mệnh của hắn cũng quá nghịch thiên. Hơn nữa, hắn cũng cướp sạch bảo vật trên người Hồng Thiên Bộ, gia hỏa này vẫn còn sinh mệnh bảo quả tiến vào tầm bí cảnh. Lăng Hàn cảm thán một lúc, hắn đặt lực chú ý lên người mình. Nhiều ngày trôi qua, hắn cũng sắp đạt tới Minh Văn Nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần 2-3 ngày nữa, hắn có thể xung kích Minh Văn Tam trọng. Công việc trong ngoại vụ phủ tiến triển đâu vào đấy, tông môn quy thuận càng ngày càng nhiều, cho dù thế lực chú đỉnh cảnh cũng đã dâng thư hàng, Lăng Hàn đạt được chỗ tốt càng ngày càng nhiều, tin tưởng đủ cho hắn xông vào tầm bí cảnh. Nhưng mà, biến cố xảy ra, chương 3962, một đêm biến hóa. Đế đô cũng nghênh đón thời kỳ yên tĩnh, nó lại vui vẻ phồn vinh, lúc lực lượng thiên địa càng nồng đậm hơn xưa, tốc độ tu luyện của mỗi người cũng tăng vọt, tiến cảnh nhanh đến mức dọa người. Một đêm trôi qua, Lang Hàn thức dậy như thường ngày, mở cửa, đi vào trong sân, hắn chuẩn bị tu luyện nhưng hắn lại há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì trong sân của hắn có một cây đại thụ cao lên tận trời, cao chừng trăm trượng hắn có thể khẳng định trăm phần trăm đất, hoa cỏ trong tiểu viện này đêm qua, cao nhất cũng không cao ngang người. Gặp quỷ, tại sao nơi này xuất hiện một gốc đại thụ? Ai rảnh đến mức nhàm chán, đêm hôm khuya khoát còn tới đây trồng cây? Hơn nữa, cho dù thật sự có người trồng cây, tại sao hắn không biết? Gốc cây lớn như thế này không đơn giản như rời từ trong chậu ra ngoài. Nếu có thể làm được việc này, thực lực của người trồng sẽ đáng sợ tới cực điểm. Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn càng kinh ngạc bởi vì không chỉ có một gốc đại thụ mà là chung quanh đều như thế hắn leo lên đỉnh đại thụ sau đó nhìn chung quanh chỉ thấy toàn bộ đế đồ biến thành rừng rập khắp nơi đều là đại thụ như thế cây cối xanh um tươi tốt đã xảy ra chuyện gì tại sao đế đồ biến thành như vậy trong một đêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặt trời mới lên lăng hàn nghĩ nghĩ vẫn rời khỏi đại thụ hắn tu luyện xong lại nói sau oanh lực lượng thiên địa cuồn cuộn lăng hàn ngạc nhiên hắn giống như đang ăn bảo quả linh đan, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3-4 lần lúc trước. Hoàn cảnh thiên địa lại biến hóa, chỉ sợ những đại thụ này xuất hiện là do hoàn cảnh thiên địa thay đổi, bởi vì hoàn cảnh thiên địa đang khôi phục như cũ, cho nên, một khi thiên địa sinh ra biến hóa sẽ có một phần thiên địa khôi phục như xưa. Đám tiểu hoa nhi bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh thay đổi, cả đám vô cùng sung sướng, chúng vui chơi quên cả trời đất. Lăng Hàn tỏa trấn ngoại vụ phủ, hắn nhanh chóng nhận được tư liệu kỹ càng về thiên địa biến hóa hoàn cảnh đế đô thay đổi trong vòng một đêm mọc ra vô số đại thụ có đại thụ kết trái có người to gan ăn vào và cấp độ sinh mệnh tăng vọt trong nháy mắt biến thành cao thủ hoán cốt minh văn thậm chí là khai khiếu cùng tầm bí cảnh tứ đại soái hồng thái sư nghị sự trưởng tất cả đều trở thành quá khứ bọn họ không phải nhân vật cường đại nhất đế đô nếu không phải bọn họ có quan hàm chỉ sợ hy vọng đã sớm rơi xuống đáy cốc nhưng phía trên bọn họ còn có một trần phong viêm chức vị của bọn họ là trần phong viêm phong cho nên không có người nào dám khiêu khích tứ đại soái. Nhưng việc này chỉ là tạm thời, nhân tâm sẽ bành trướng khi thực lực tăng lên, cuối cùng không thể nói trước điều gì. Bên trong đế đô, sự kiện cướp bóc, giết người tăng lên rất nhiều, đây là chuyện không có biện pháp, có ít người vẫn ở tầng dưới chót của xã hội, nhưng đột nhiên có được thực lực cường đại nhanh chóng, tự nhiên không cam lòng với hiện trạng ngày xưa. Không thể nghi ngờ, cướp bóc là biện pháp làm giàu nhanh nhất, thực lực binh sĩ hiện tại quá yếu, căn bản không thể hạn chế cường giả minh văn, khai khiếu, tầm bí cảnh. Có ít người không có lực lượng, có thù cũng chỉ có thể ẩn giấu, nhưng bây giờ thực lực tăng vọt, ngọn lửa báo thù bốc lên tận trời. Lang Hàn không cần đau đầu vấn đề này, hắn là thủ lĩnh của ngoại vụ phủ, chỉ cần quản những cường giả trong lồng giam thành lập tông môn là đủ rồi. Nhưng hắn cũng gặp phải việc không hài lòng, những tông môn giao thư đầu hàng lúc trước, nhưng bây giờ chẳng những không có thế lực đầu hàng, thậm chí có một ít thế lực đưa thư đầu hàng đã đổi ý, thời điểm người ngoại vụ phủ tiến tới gặp bọn họ hoặc là thoái thác hoặc là đuổi người lăng hàn những tông môn kia đã chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên đổi ý bích tiêu công chúa biết tin tức này liền tìm hắn thương lượng đối sách những người này biến hóa quá nhanh lăng hàn suy nghĩ một lúc nói sau khi thiên địa biến hóa lần nữa chắc chắn có cường giả mạnh hơn thoát ra khỏi lao tù có lẽ bọn họ cho rằng có thể chống lại bệ hạ cho nên các thế lực này bắt đầu quan sát cũng có ý đổi ý lật lọng thật sự là tiểu nhân, bích tiêu công chúa tức giận, nàng ngừng lại một lúc, nói, ta muốn đột phá tiên đồ lần nữa, hoàn cảnh thiên địa lại biến hóa, huyết mạch của ta lại tăng lên rất nhiều, ta chắc chắn có thể thành công, ta cần thời gian ít nhất 10 ngày. Được, lang Hàn gật đầu, đây là chuyện tốt, ngoại vụ phủ hiện tại chỉ có một lực lượng cấp tiên đồ, chính là chiến tranh cự tượng, đạo thạch còn thừa lại không bao nhiêu, chỉ có thể uy hiếp nhưng không thể bộc phát mấy lần. Cho nên, Bích Tiêu công chúa có thể bước vào tiên đồ, ngoại vụ phủ sẽ có cường giả tiên đồ tỏa chấn. Trong thế giới trước mắt, có thể bồi dưỡng tầm bí cảnh trong một đêm, chỉ có cường giả tiên đồ mới cao không thể chạm đến. Lăng Hàn cũng phải cố gắng thật tốt, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh nhưng không đủ. Hắn bắt đầu xung kích tam vân, sau khi điều kiện thân thể đạt tới, nó sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông, mấu chốt chính là, lần này Lăng Hàn có thể vẽ ra bao nhiêu nét. Sau khi phục dụng sinh mệnh bảo quả, Lăng Hàn sử dụng sinh mệnh bản nguyên làm mực, lúc này khác từng hoa văn, sau khi đạt tới trăm vạn thì tốc độ của hắn giảm xuống. Lăng Hàn dung nhập lĩnh ngộ đại đạo trong nguyên thế giới, bắt đầu vẽ hoa văn mới. Một vạn đạo, năm vạn đạo, mười vạn đạo, lần này hắn vẽ được 117 vạn đạo. Đây cũng là cực hạn, cho dù hắn đột phá tứ vân, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không hắn không có khả năng vẽ ra càng nhiều hoa văn hơn, không có biện pháp, thời gian chỉ có bao nhiêu đó, cũng có cực hạn. Tam vân, Lăng Hàn mỉm cười, hắn không ghen ghét với đám gia hỏa may mắn ở bên ngoài, trong vòng một đêm từ người bình thường biến thành tầm bí cảnh, những kẻ có được cảnh giới quá dễ dàng đều có thực lực cặn bã, có lẽ bọn họ còn không thể phát huy chiến lực trong cảnh giới của mình. Cảnh giới của hắn tăng lên chậm nhưng thắng ở vững chắc, một bước một cước vô cùng vững vàng, tương lai có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. lang Hàn dự định mở rộng thành viên, hiện tại có rất nhiều cao thủ xuất hiện, hắn có nhiều không gian lựa chọn hơn. Hắn bảo người dán bố cáo ra ngoài, ngoại vụ phủ tuyển người, trong vòng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tiến hành tuyển chọn thống nhất. Hắn rất thức thời tiến hành ủy quyền, giao nhiệm vụ này cho đám người hồ nhị, hiên viên định quốc, 3 ngày sau, đám người hiên viên định quốc sẽ chọn 10 người gia nhập ngoại vụ phủ, trong đó thật sự có mấy người kế tục không tệ. Một người tên là Điền Trì, cũng không phải người đế đô, hắn đến từ Vũ Vân Tông, có tu vi tầm bí cảnh, bởi vì ngưỡng mộ đế đô phồn hoa mới đến đây, làm người hơi cao ngạo. Còn có một người tên là Phanh Vũ Hân, nàng là người đế đô, bởi vì ăn một viên bảo quả cho nên hiện tại đột phá tầm bí cảnh. Người cuối cùng tên là Thạch Nghĩa Tình, cũng là người đế đô giống Phanh Vũ Hân, cũng ăn một viên bảo quả nên một bước lên trời, nhưng thiên phú võ đạo của hai nữ không tồi, đáng giá bồi dưỡng. Đúng lúc này, một cái tin tức nặng ký truyền tới, 13 cường giả sinh đan cảnh liên thủ tiến vào đế đô. chương 3963, uy thế của sinh đan cảnh. Sinh đan cảnh, đứng bậc thứ ba trên tiên đồ, đặt trong tinh không cũng là cao thủ có tiếng tăm không nhỏ. Hiện tại, 13 đại năng sinh đan cảnh liên thủ tiến vào đế đô. Bọn họ muốn trọi cứng với Trần Phong Viêm hay sao? Sau khi Lăng Hàn nghe xong liền cười lớn, Trần Phong Viêm chính là hóa linh cảnh chân quân, lại là hoàng tử của Vương Triều trước kia, trong tay khẳng định nắm giữ không ít bảo thuật, cho nên, thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn hóa linh chân quân cung cấp. Chỉ là 13 tên sinh đan cảnh, không đủ nhét kẽ răng cho hắn. Bên ngoài đánh giá Trần Phong Viêm chỉ có thực lực sinh đan cảnh, bởi vậy người trong lồng giam cho rằng, 13 sinh đan cảnh đủ sức trấn áp Trần Phong Viêm. Cấp độ như thế quá cường đại, Lăng Hàn không có khả năng quản, bởi vậy, hắn cũng không đặt việc này trong lòng, cho dù trời sập cũng có người trên cao đỡ lấy, hắn chỉ cần lo tốt chuyện của mình là đủ rồi. Lúc 13 vị cường giả vừa vào đế đô, đầu mâu lại trực chỉ ngoại vụ phủ, bảo phủ chủ như lang Hàn và Bích Tiêu công chúa lập tức đi bái kiến bọn họ. Khốn kiếp, Lăng Hàn cảm thấy phiền muộn, vì cái gì những cường giả kia muốn thị uy, hết lần này tới lần khác lại thích nhắm vào mình trước cũng thế muốn buộc hắn giao ra sổ long truyền thừa hiện tại mặt ngoài nhằm vào ngoại vụ phủ hắn lại là chính chủ hắn có thể tránh hay không hiện tại ta đã dùng hết hát chủ bài cũng không có khả năng ngăn cản uy thế của sinh đan cảnh cho nên chỉ có thể chờ mong vị đại chất tử kia có lưu hậu thủ gì đó hoặc hắn tự mình giáng lâm nhưng mà buổi tối hôm nay ta có thể đi phóng túng một lần hay không lang hàn nghĩ đến gia hư không thú hắn có thể ẩn hình lại thêm mảnh vỡ bia đá có thể đập choáng mấy tên cường giả sinh đan cảnh hay không. Trái tim hắn đập thình thịch, sinh đan cảnh có bao nhiêu đồ tốt. Vì lý do an toàn, hắn cũng không lập tức hành động, lúc này hỏi thăm lục Hoa gia hư không thú có thể phòng ngự thần giác của cao thủ sinh đan cảnh hay không. Phụ thân, người không nên nằm mơ nữa. Lục oa trực tiếp lắc đầu, nói, sau khi bước vào tiên đồ, về bản chất, cấp độ sinh mệnh đã thoát thai hoán cốt, đừng nói sinh đan cảnh, người cũng không có khả năng che giấu cao thủ trúc cơ cảnh đâu. Lăng Hàn thở dài, thật đáng tiếc, hắn còn muốn kiếm thêm một khoản tiền. Tin tức truyền ra, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngoại vụ phủ. Ai cũng biết, Lăng Hàn không có khả năng ngăn cản 13 tên sinh đan cảnh, cho dù là nửa người cũng không cản nổi, như vậy, nếu hắn muốn hóa giải nguy cơ lần này, chỉ có thể cầu Trần Phong Viêm xuất thủ. Chuyện này rất rõ ràng, nếu Trần Phong Viêm không dám ra tay, nói rõ Trần Phong Viêm tự hiểu không địch lại, Lăng Hàn sẽ trở thành pháo hôi đáng thương cũng không thể để 13 tên cường giả sinh đan cảnh đi một chuyến tay không chứ. Tất cả mọi người bàn tán với nhau, cho rằng Trần Phong Viêm vô địch thiên hạ, khẳng định sẽ ra tay, hiện tại không lên tiếng, bởi vì ý chí của hắn có thiên hạ, cho 13 người này cơ hội cuối cùng. Nhưng cũng có người cho rằng Trần Phong Viêm không dám ra tay, hắn cũng chỉ là sinh đan cảnh, dựa vào cái gì lấy một đấu 13. Chuyện này cuối cùng sẽ rõ ràng, ngày thứ hai, 13 cường giả sinh đan cảnh đều tới ngoại vụ phủ. Lăng Hàn đi ra ngoài đón tiếp, hắn nhìn thấy 13 người đứng ngoài cửa, mỗi người tỏa ra khí thế chân áp thiên địa, cường đại đến mức không thể hình dung. Nhìn kỹ, hai chân của bọn họ đứng trên mặt đất, là đạp vào hư không, giày vải trắng không nhiễm một hạt bụi nào. Sau khi bước vào tiên đồ, võ giả sẽ có được năng lực phi hành, nhưng trúc cơ nhất định phải ngự khí mà đi, mặc dù chú đỉnh có thể bay thẳng nhưng nhất định phải bảo trì trạng thái phi hành tốc độ cao mới có thể lơ lửng trên không trung. Chỉ có sinh đan cảnh hòa làm một thể với thiên địa đại đạo, có thể dẫm lên năng lượng mà phàm nhân không nhìn thấy, có thể phiêu phù trên không trung. Cho nên, 13 người này chắc chắn là cường giả sinh đan cảnh. Bái kiến các vị tiền bối, Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, 13 tên cao thủ này cường đại tới mức có thể thổi một hơi giết hắn. Phàm nhân tục tử, gặp các bổn tỏa còn dám không quỳ xuống hành lễ. Một tên sinh đan cảnh lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại đầy áp bách. Lăng Hàn cảm thấy đầu đau đớn như sắp nứt ra, hắn đưa tay lên vuốt mặt, hắn nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi. Sinh đan cảnh thật đáng sợ, chỉ mở miệng nói một câu đã làm thất khiếu của hắn chảy máu. Tranh lệch lớn bằng trời, sau lưng lăng hàn, đám người hiên viên định quốc, hồ nhị đã đến đông đủ, bọn họ là người ngoại vụ phủ, không có khả năng không quan tâm. Rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, đám người tam hoàng tử đều cười lạnh. Lúc trước bọn họ tìm cách xếp người vào trong ngoại vụ phủ, lăng hàn lại không cho bọn họ một chút mặt mũi nào, trực tiếp từ chối đầy lạnh lùng. Đây chính là thiên hạ của Trần Gia, người cho rằng mình là ai. Hiện tại tốt rồi, 13 tên sinh đan cảnh nhắm vào ngoại vụ phủ, chúng ta xem Lăng Hàn người hóa giải như thế nào. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xương cốt của vãn bối cứng rắn, không quỳ được. Một tên sinh đan cảnh tóc bạc cười to, sau đó quay đầu nhìn động bạn và nói. Lý Huynh, chúng ta không xuất thế quá lâu, có lẽ người bên ngoài đã quên sinh đan cảnh cường đại thế nào rồi. Một lão giả mặc áo xanh nhìn sang, hắn cũng cười nói. Vậy hôm nay chúng ta nên cho thế nhân nhìn thấy sinh đan cảnh khủng bố thế nào? Hắn duỗi hai tay ra, ầm, trên bầu trời xuất hiện một tầng mây dày đặc, đám mây đen kịt, trong tầng mây có lôi điện dày đặc bao phủ toàn bộ đế đô, giống như tận thế hàng lâm. Cái này, một tay điều khiển thiên địa, hắn cường đại cỡ nào? Âm, từng đạo thiểm điện đánh xuống và vây quanh người hắn, lão giả áo xanh như biến thành thần linh hàng tẩu thế gian, là tồn tại trí cao vô thượng trong mắt mọi người. Lão giả áo xanh bước vào hư không, giống như bước vào bậc thang vô hình, người này đi từng bước lên không trung, hắn đứng cao trăm trượng, hắn giống như cây cột thu lôi, tất cả lôi điện đều đánh vào người hắn. Nhưng lão giả chỉ phất tay và tất cả lôi điện bị hắn thu vào trong tay, lôi điện hóa thành một cây điện mâu cực lớn. Phạm nhân có thể tay cầm lôi điện làm mâu không? Người nghĩ nhiều rồi, ba ba ba, lúc này có rất nhiều người quỳ xuống, bọn họ quỳ bái lão giả áo xanh như thần linh. Phạm nhân, đây là lực lượng của thần linh, lão giả áo xanh lên tiếng, giọng nói của hắn giống như ý chỉ của thiên địa muốn hàng phục lăng hàn đương nhiên không cần khoa trương như vậy nhưng đám người lão giả áo xanh muốn cướp đoạt huyền bắc quốc tự nhiên phải hiển lộ thần tích để vạn dân quy tâm đây là một loại đại thế một loại khí vận đoạt nước trước đoạt vận thế lăng hàn không có quỳ đi xuống đúng như hắn nói xương cốt của hắn cứng rắn nên không quỳ được nho nhỏ sâu kiến còn dám đứng đấy áo xanh lục lão giả từ tốn nói lại như một vị thần linh tại hạ chỉ phàm nhân chỉ có lẫm từ phần. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lão đầu, không nên giả vờ quá mức như thế, cẩn thận bị xét đánh. Lão giả áo xanh suýt chút nữa rơi xuống đất, hắn cường đại cỡ nào, hắn là người triệu hoán lôi điện tới đây, làm sao có thể bị xét đánh. Tiểu tử này quá to gan lớn mật, đến lúc này còn dám đấu võ mồm với hắn. Xem ra, người không muốn sống. Lão giả áo xanh lên tiếng, hắn đưa tay bắt lấy lăng hàn, oanh, giống như ông trời tức giận hạ thiên kiếp trừng phạt phàm nhân chương 3964, mưa máu quỷ dị. Ừm, lão giả áo xanh vừa vươn tay ra thì ngưng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy mưa phun trên trời đã thay đổi. Xét đánh gió thổi trời mưa, đây là hiện tượng tự nhiên nên không có gì kỳ lạ, nhưng trời mưa rất cổ quái, nó có màu đỏ. Mưa máu, trên trời đổ mưa máu, đây là một loại cảnh cáo. a à, máu ở đâu ra? Trên mặt ngươi đều là máu, ngươi cũng thế, cái gì, mưa trên trời là mưa máu đám người phía dưới hoảng hốt, từng người kinh hãi, trời đổ mưa máu, đây là dấu hiệu của tai họa, chẳng lẽ 13 tên cường giả này sẽ mang tới điểm xấu. Lão giả dâu bạc trắng và 12 người khác cao mày, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng không thể hiểu rõ, vì sao trên trời lại đổ mưa máu, đây là điểm báo đại hung. Máu này là, đột nhiên, sắc mặt lão giả áo xanh thay đổi, hắn bay từ trên trời xuống. Đi mau, hắn lao vào trong một căn phòng, tiến vào trong đó tránh mưa. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt 12 tên cường giả khác cũng thay đổi, đồng thời bay vào trong nhà. Nhìn thấy những cường giả này làm thế, những người khác cũng bạo động, người người tìm nơi tránh mưa, giống như mưa này có độc. Lăng Hàn vẫn còn tốt, hắn đứng ở cửa ra vào, trên đầu có mái che cho nên không dính mưa. Phụ thân, mưa này cực kỳ tà dị. Nhị Hoa nói, nàng phát động nhãn thuật nhìn về lên bầu trời, nói. Lão giả vừa rồi dẫn động lôi đình, giống như ngoài ý muốn mở ra một thông đạo không gian, máu từ bên trong rơi ra ngoài, dung hợp vào trong nước mưa. Ban đầu chỉ là mưa phùn bình thường, nhưng bây giờ dung hợp máu tươi, đây là hai việc khác nhau. Lăng Hàn gật đầu, nếu như không tà môn, cũng không có khả năng làm sinh đan cảnh kiêng kỵ như thế. Lão giả áo xanh sợ hãi như thế không phải giả vờ tạo thành, mà là sợ hãi phát ra từ nội tâm. Đây là thi huyết, nhị hoa nói, chỉ ít đã có mấy trăm năm lịch sử, có oán khí chưa biến mất, giống như bị nguyền rủa chỉ cần dính vào sẽ có vận rủi quấn thân. Lăng Hàn kinh ngạc, không phỉa là đống thi thể hắn nhìn thấy trong sổ long thí luyện hay sao? Đừng nói không có khả năng, mở cửa liên thông với dị không gian, không phải là nơi đó hay sao? Đùng đùng, tiếng sấm vang lên không dứt, mưa lớn hơn, nước mưa rơi như chút nước. Lăng Hàn lấy một bộ quần áo trong không gian pháp khí đội lên đầu, vội vàng chạy vào bên trong, mưa càng lúc càng lớn, mái che ở cổng lại nhỏ, có thể tránh mưa nhỏ nhưng không thể tránh mưa to gió lớn. Hắn đi vào trong hành lang, đám người hiên viên đỉnh quốc cũng chạy trở về, cũng may, trong phủ có quá nhiều đại thụ che trời nên có hiệu quả che chắn, chỉ có điền chỉ dính chút mưa máu. Lúc nào mới hết mưa đây, Lăng Hàn nhìn ra bầu trời bên ngoài, mưa máu vô tận chút xuống, toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ quỷ dị. Hiện tại chỉ có chờ đợi, a à, một tiếng thét đầy sợ hãi vang lên, Lăng Hàn nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Thạch Nghĩa tình đặt mông ngã ngồi xuống đất, nàng đang dùng tứ chi lùi lại, trên mặt đầy sợ hãi. Lăng Hàn nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy nàng nhìn điền trì trên lưng điền trì đang có một người có mái tóc dài che mặt không nhìn rõ là nam hay nữ mấu chốt là kẻ này chỉ có nửa thân trên dường như xuất hiện từ trong cơ thể điền trì có thể không sợ hãi hay sao cho dù là lang hàn cũng có cảm giác tim đập nhanh nội tâm sinh ra hàn ý khó tả những người khác cũng nhìn sang sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế không ai không lùi bước trạng thái của điền trì cũng không đúng hắn rủ đầu xuống dường như đã mất đi ý thức Đúng lúc này, đột nhiên nửa người kia ngẩng lên, tóc tách ra, lộ ra một gương mặt tái nhợt, trên mi tâm cắm một thanh kiếm, máu tươi chảy đầy đất. Đó là gương mặt nữ nhân, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Cảm giác lạnh buốt bao phủ tâm thần, tất cả mọi người cảm giác thân thể mát lạnh, toàn thân lạnh run. Lang Hàn phát động nhãn thuật, hắn lập tức nhìn thấy thứ mà người khác không thấy. Nữ nhân có nửa người này không phải thực thể, mà là một loại năng lượng kỳ quái hình thành nhưng sinh động như thật dùng mắt thường không thể phân biệt thật giả. Nơi phát ra chính là mưa máu dính trên người điền trì. Đúng là thứ không lành, chỉ dính vài giọt đã có thể dẫn quỷ nhập người. a à, đột nhiên điền trì giống to một tiếng, hai mắt mở ra, đôi mắt hắn trắng bệch, lại không nhìn thấy trong mắt, chỉ còn lại trong mắt trắng dã Hắn chớp chớp mắt vài cái, nói, ta hận ta hận ta hận soát hắn tung người giết về phía thạch nghĩa tình, chết, hắn đấm ra một quyền, lực lượng kinh người. Hồ Nhị vội vàng ngăn cản và kịch chiến với hắn. Âm âm âm, hai người bộc phát đại chiến. Hồ Nhị chính là thiên tài nhị tinh, theo lý có thể tùy tiện áp chế Điền Trì, nhưng bây giờ Điền Trì cực kỳ quỷ dị, thân thể không sợ trọng kích, công kích đánh lên người hắn chỉ vang lên âm thanh trầm đục, lại không thể gây thương tích cho hắn. Hắn giống như vô địch, quyền pháp của Điền Trì vô cùng kinh người, chỉ thủ không công, ngay cả Hồ Nhị cũng cảm thấy đau đầu. Lăng Hàn quan sát cẩn thận, máu tươi trên người Điền Trì càng ngày càng nhạt. Điền trì biến hóa là do máu tươi gây ra, sau khi máu tươi biến mất thì hắn cũng khôi phục trạng thái bình thường. Quả nhiên, sau khi đánh một lúc, quỷ ảnh trên người Điền trì nhạt dần, sau đó bổ nhào một cái, hắn cũng ngã xuống đất, Hồ Nhị bị bất ngờ nên không kịp thu hồi công kích, cũng đánh vào mông Điền trì. "Ngao, Điền trì kêu thảm thiết, bỗng nhiên ôm mông nhảy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Nhị. Ngươi là đồ nhân yêu đáng chết, dám đánh chủ ý vào mông ta, ta liều mạng với ngươi." Hắn giết tới lại kịch chiến với hồ nhị lần nữa, nhưng lần này hắn đã khôi phục bình thường. Lại đánh thêm một lúc, dáng vẻ hắn cực kỳ thê thảm, tinh khí thần suy yếu tới cực hạn. Đây là di chứng do mưa máu mang lại, nhưng không biết là vì quỷ hồn hay tác dụng phụ của đau thương bất nhập. Lăng Hàn lại nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy mưa đã nhỏ dần, có lẽ chỉ vài phút sau là hết mưa. Hắn đoán không sai, chỉ ba phút sau mây mù biến mất, bầu trời khôi phục bình thường. Bên ngoài hỗn loạn cỡ nào? Điền trì lúc trước chỉ dính vài giọt mưa liền bị quỷ nhập vào người, phát cuồng thành như thế, bên ngoài có không ít người bị mưa dính vào người, bọn họ sẽ như thế nào? Hắn đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa chính, một tiếng ầm vang lên, hắn nhìn thấy vách tường bị người ta đánh nát, một người lao vào như đạn pháo. Lăng Hàn nhìn sang, hắn hít khí lạnh, là một trong 13 tên sinh đan cảnh lúc nãy, nhưng trên người hắn có một đám quỷ bám thân, mỗi một con quỷ đều gãy tay gãy chân, thậm chí còn không có đầu. Sinh đan cảnh thì thế nào? hắn bị khống chế hoàn toàn và nhảy loạn như điên, hắn xông ra ngoài, sau một lúc hắn bay lên không chung đánh nhau với người khác. chương 3965, không đánh tự lui. Trên bầu trời, sinh đan cảnh đại chiến giống như thiên thần, dẫn động lực lượng thiên địa đánh nhau, từng người tỏa ra hào quang vạn trượng, cảnh tượng làm nhiều người ao ước. Nhưng nhìn thấy những người này đang bị oán niệm quấn thân, bọn họ đang tiến hành chiến đấu vô vị. Dưới đất, phàm nhân cũng đại chiến, đế đô hỗn loạn. Cũng may vào lúc lôi điện xuất hiện, phần lớn người sợ hãi chạy vào phòng trừ những kẻ bị mưa dính vào người ra có rất nhiều người thoát được một kiếp nói cách khác bây giờ nơi đây chém giết từng đôi cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ví dụ như tam hoàng tử ngũ hoàng tử đôi mắt mỗi người trắng bệch và không ngừng tấn công huynh đệ thủ hạ của mình lang hàn không xuất thủ hắn chỉ quản sự việc trong ngoại vụ phủ sau khi bị oán linh bám vào người thân thể võ giả không sợ công kích sau đó sẽ không chịu nổi thực lực giảm xuống một mảng lớn nửa ngày sau chiến đấu dần thưa thớt, sinh đan cảnh cũng dừng chiến đấu. Cho dù chiến đấu kịch liệt như thế, không ai trong bọn họ bị thương, nhưng sau khi oán linh biến mất thì bọn họ sợ hãi, khí tức kinh khủng tan thành mây khói, cả đám đáp xuống đất và ói máu. Trước kia bọn họ chịu nhiều công kích nhưng không bị tổn thương, cũng không phải đánh vào thân thể, mà là dùng một loại phương thức nào đó tích lũy lại, sau khi oán linh biến mất sẽ bộc phát. Cho dù là sinh đan cảnh thì thế nào, bọn họ cũng trọng thương. 13 tên sinh đan cảnh không khác gì người bình thường, nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc trước bọn họ đánh nhau điên cuồng, sử dụng tiên đạo cơ thạch, dùng tiên đỉnh va chạm, hiện tại bọn họ đều phát hiện, tiên đạo cơ thạch và tiên đỉnh của mình đã xuất hiện khe hở. Lần này tổn thương quá lớn, muốn chữa trị tiên đạo cơ thạch hoặc tiên đỉnh, chỉ dựa vào thân thể tự khôi phục cũng cần ít nhất mấy trăm năm, một tên sinh đan cảnh có thể sống khoảng 4.000 năm nhưng bọn họ không phải sinh ra trong lồng giam, mà là đám người bị giam giữ lúc ban đầu, đã tiêu hao 2.000 năm trong lồng giam, bọn họ có thể sống thêm bao nhiêu năm? Mấy trăm năm, đó chính là quãng đời còn lại của bọn họ. Muốn chữa trị cần tiêu hao linh dược và thiên tài địa bảo chân quý, tái tạo tiên đạo cơ thạch và tiên đỉnh, nhưng muốn thu hoạch những bảo dược như vậy quá khó khăn. Chạy tới đế đô, vốn muốn bước bách Trần Phong Viêm xuống đài, nhưng bây giờ còn chưa gặp mặt đối phương, bọn họ đã trọng thương, làm sao bây giờ? Lần mua bán này quá lỗ vốn. Đi, lão giả áo xanh đứng lên, Lập tức xoay người bỏ chạy. Những sinh đan cảnh khác cũng đuổi theo, bọn họ hiện tại chịu trọng thương, chiến lực chỉ miễn cưỡng duy trì ở mức chú đỉnh, làm sao có thể là đối thủ của sinh đan cảnh. Hiện tại không chạy đi, chờ Trần Phong Viêm mời uống trà sao? Có ai nghĩ tới, 13 tên cường giả sinh đan cảnh khí thế hùng hổ mà đến lại xám xịt bỏ chạy mà đi. Thánh Hoàng Vạn Tuế, trên đường cái, người dơ đế đô đều hô to, kỳ thật chuyện này không có chút quan hệ nào với Trần Phong Viêm bởi vì bọn họ nhiều lần nhìn thấy diệu thủ của hắn, dân chúng xem mưa máu là chuyện khó tưởng tượng nổi gán ghép lên đầu Trần Phong Viêm. Lăng Hàn nhìn sang đám người tam hoàng tử, nhìn thấy sắc mặt bọn họ như cho tàn, dường như đã trọng thương. Hắn cười một tiếng, ai bảo các người muốn tới đây xem ta bị chê cười, hiện tại tự mình xui xẻo. Đáng đời, 13 cường giả đến đế đô, không ai nghĩ biện pháp hóa giải, cả đám chỉ tới xem trò cười của người khác. Đây là tự gây nhiệt, muốn xem sinh đan cảnh thể hiện khí phách kinh người, không ngờ lại góp bản thân mình vào. Bởi vì không nghĩ ra, cho nên rất nhiều thế lực bên ngoài cho rằng Trần Phong Viêm xuất thủ trong bóng tối tính kế 13 cường giả. Chuyện này cũng chứng minh, Trần Phong Viêm hẳn là sinh đan cảnh, cho nên, hắn không dám đối kháng chính diện nhiều cường giả cùng dai như vậy, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn đặc biệt. Thảm án trước mắt, trong khoảng thời gian này không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên đế đô, ngược lại có rất nhiều võ giả trẻ tuổi chạy tới. Có cao nhân nói, vị trí đế đô thật tốt, là nơi rồng bay lên, có thể đạt được đại khí vận ở nơi này. Vì cái gì những sinh đan cảnh kia nhất định phải chiếm đế đô? Chính là nhìn chúng khí vận của đế đô, điên chi phải khôi phục nửa tháng mới khỏi hẳn, hắn chỉ dính vài giọt máu, hơn nữa trong chiến đấu, hồ nhị cũng tận lực tránh đả thương hắn, cho dù như thế, hắn vẫn ăn thiệt thòi lớn, có thể thấy được mưa máu độc cỡ nào. Đó là cái gì? Nguyên rùa, oán linh, lang hàn không gặp những thứ này trong nguyên thế giới, chỉ cần thần hồn biến mất là chết thật, không có quỷ xuất hiện, hiện tại hắn nhìn thấy tận mắt, chỉ có thể nói là cua. Tốt rồi, dù sao nơi này không phải nguyên thế giới, không giống mới bình thường. Lăng Hàn nghĩ tới mảnh bia đá vỡ, hầu ca nói nó là một phần của mộ bia âm khí quấn quanh, mười phần không may, hồng thiên bộ bị hắn đánh một cái, quả nhiên làm việc gì cũng không thuận lợi. Lực lượng oán niệm lớn như thế, chính mình phải cẩn thận một chút, nơi này có quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, dù sao trong trận chiến hơn 2.000 năm trước chết quá nhiều người, còn rất nhiều quỷ hồn không cam lòng. Sau mưa máu, hoàng thất mời rất nhiều tăng lữ tới, bọn họ tụng kinh siêu độ trong đế đô, thẳng đến sau mười mấy ngày mới nhìn thấy rất nhiều bóng người từ các ngóc ngách bay lên, bay vào không trung và biến mất. Những bóng người này đều mặc quần áo cổ điển, rất giống những oán linh trước kia, nhưng bây giờ không còn oán khí ngút trời, chỉ còn lại gương mặt hiền hòa. Lăng Hàn kinh ngạc, có thể độ hóa oán niệm, hắn càng sinh ra hứng thú lớn với tăng lữ, lập tức đi tìm hiểu không nghĩ tới đám hồ lộ oa lại biết mọi chuyện tức mồm năm miệng người nói có thể gọi bọn họ là phật tộc đại oa nói cách đây rất lâu phật tộc xuất hiện một tổ vương vô địch một thời đại khai sáng cơ nghiệp phật tộc trường tồn vạn thế hiện tại cũng là thế lực cực lớn những tên đầu chọc kia siêu độ tạ ác độ một người thì bản thân cũng đạt được công đức tam Hoa nói tiếp trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo xem thường công đức lăng hàn nói công đức không giống hương hỏa ai nha tu vi phụ thân hiện tại quá thấp nói với ngươi những chuyện này quá mệt mỏi hơn nữa ngươi cũng không hiểu nhị oa khoác tay tốt ga cảnh giới thấp liền bị khinh bỉ sau khi hóa giải oán khí đế đô lại khôi phục bình tĩnh nhưng hòa bình như vậy không kéo dài bao lâu đây là thời đại thiên địa biến hóa thất thường hòa bình là một loại xa xỉ quả nhiên cũng không lâu lắm đế đô lại chấn động có một nhóm người trẻ tuổi tiến vào đế đô trong bọn họ không có ai bước vào tiên đồ nhưng địa vị lớn kinh người bởi vì trường bối của bọn họ còn ở lại trong lồng giam. Ngay cả sinh đan cảnh cũng đã thoát khốn, bây giờ còn ở trong lồng giam, nói rõ cái gì. Trường bối của bọn họ chính là đại năng chân ngã cảnh và hóa linh cảnh. Sao tác giả, linh anh cảnh đổi thành chân ngã cảnh, viết hồ đồ, ta quên trước kia đã có linh anh cảnh. Trường 3966, cố ý lừa gạt. Rất nhanh, có rất nhiều tin tức truyền tới. Nhóm người trẻ tuổi do hai người dẫn đầu, một người tên là Kim Ngọc Lộ, đó là nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, danh xưng có thể quét ngang cùng dai, tu vi tầm bí cảnh, đứng ở đỉnh cao nhất dưới tiên đồ. Một người khác tên là Lục Hải Nguyên, hắn cũng là thiên tài võ đạo, nhưng tu vi lại hơi kém một chút, là cao thủ khai khiếu cảnh. Hai người này là đệ tử của Hóa Linh Chân Quân, có tư cách đại biểu cho siêu cấp cường giả này, cụ thể muốn làm gì, hai người không nói ra. Trừ hai người này ra, những người trẻ tuổi khác cũng bất phàm, nhưng địa vị không lớn như hai người này, cho nên, cho dù vẫn còn tầm bí cảnh nhưng đều dùng hai người cầm đầu. Những người này vô cùng cao điệu tiến vào đế đô, lúc này người đến đông như đi hội. Hóa Linh chân quân đấy, đó là cao thủ thế nào? Trần Phong Viêm chỉ là sinh đan cảnh, đối mặt với Hóa Linh cảnh còn không bằng cái rắm. Hiển nhiên, ngày sau Hóa Linh chân quân khẳng định sẽ quân lâm đế đô, hiện tại dựa vào bọn họ, tương lai sẽ tìm được chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, không ai dám làm quá mức rõ ràng dù sao thế giới hiện tại do trần phong viêm xưng hoàng hóa linh chân quân còn chưa xuất thế còn chưa ôm đùi đã bị trần phong viêm dùng tội phản quốc xử tử lang hàn bảo hiên viên định quốc đi tìm hiểu một lúc thời điểm này hồng thái sư sinh động nhất ba ngày có hai ngày chạy tới tìm đám người này lang hàn ta quyết định muốn theo đuổi kim ngọc lộ hiên viên định quốc nói vẻ mặt hiên định lang hàn thở dài nói ta nhớ ngươi lúc trước cũng nói chắc như đinh đóng cột muốn theo đuổi công chúa yêu tộc ngươi còn nói Hiên viên định quốc u oán nói, ngươi và người ta song túc song tê, ta có thể đào góc tường của huynh đệ sao? Lăng Hàn kinh ngạc, người tự luyến mình quá rồi, dựa vào cái gì cho rằng không có ta thì công chúa yêu tộc sẽ thích ngươi. Hiên viên, da mặt của ngươi quá dày, ta bội phục. Hắn vỗ vỗ vai hiên viên định quốc, hắc hắc, hiên viên định quốc không đỏ mặt, quả nhiên da mặt rất dày. Vài ngày sau, Kim Ngọc Lộ tuyên bố muốn tổ chức thịnh hội võ đạo, cũng mời các thiên kiêu trẻ tuổi tham dự, người biểu hiện ưu tú sẽ được nàng dẫn kiến gặp ân sư lục hải nguyên trở thành đệ tử thân truyền của hóa linh chân quân tin tức vừa truyền ra toàn bộ đế đô không phải oanh động mà là điên cuồng hóa linh cảnh là tồn tại cao thượng cỡ nào nếu có thể trở thành đệ tử của người như vậy sau này phong quang cỡ nào cho dù cường giả tiên đồ thì thế nào cũng phải tôn kính bọn họ hiện tại người người đều xem lấy được thiếp mời của kim ngọc lộ làm vinh dự chủ đề nói chuyện đều vây quanh thịnh hội võ đạo này lăng hàn không thèm quan tâm vì cái gì hóa linh chân quân là đại chất tử của hắn đại năng cấp giáo chủ là huynh trưởng kết bái chẳng lẽ còn quan tâm một tên hóa linh chân quân thu làm đệ tử làm thế không phải tự cong lung với kẻ khác sao hắn không thèm để ý nhưng đám người hiên viên định quốc lại bất bình thay lăng hàn bởi vì đám người hiên viên định quốc hồ nhị đều nhận được thiếp mời hết lần này tới lần khác hắn là một trong song kiêu của đế đô phủ chủ ngoại vụ phủ lại không thu được chẳng phải nói rõ muốn làm hắn mất mặt sao không chỉ có hắn, bích tiêu công chúa cũng không thu được thiếp mời. Hai phủ chủ ngoại vụ phủ không được mời, hiển nhiên, Kim Ngọc Lộ cố ý, muốn truyền đạt lời gì. Người được Trần Phong Viêm trọng dụng, nàng không muốn, mặc dù không đối đầu ngoài sáng nhưng ý tứ rất rõ ràng. Sau một ngày, bích tiêu công chúa lặng lẽ trở về. Nàng vì sung kích tiên đồ nên rời khỏi đế đô, tránh bị người khác quấy dày, cũng không ở lại trong ngoại vụ phủ. Lang Hàn nhìn nàng, cười nói, ngươi đột phá, Bích tiêu công chúa hừ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, ba, lúc này bóp cổ lăng hàn. Không sai, công bằng tuyệt đối của ngươi đã vô hiệu với ta, ngươi cũng không thể uy hiếp ta. Ngươi muốn, mưu sát, thân phu, sao, lăng hàn cố sức nói ra, hiển nhiên bị bóp cổ quá nặng. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ánh mắt bích tiêu công chúa mãnh liệt, lăng hàn chỉ cười, nếu không phải hắn cảm giác bích tiêu công chúa không có sát ý, bằng không hắn đã dùng mảnh vỡ bia đá đánh nàng. Hừ, Bích tiêu công chúa thu tay về, nói, đúng là đến chết không đổi. Lăng Hàn vuốt vuốt cổ, ta nói bích tiêu tiểu hôn hôn, người dùng sức quá lớn, kém chút đã mưu sát thành công. Bích tiêu công chúa im lặng, tại sao ra hỏa này không thể đổi được mau bệnh ba hoa. Nàng thở dài, quả quyết không lãng phí miệng lưỡi ở điểm này, nói. Mấy ngày nay không xảy ra đại sự gì chứ, hắc hắc. Không có gì, người đã bỏ qua việc 13 tên sinh đan cảnh liên thủ muốn càn quét ngoại vụ phủ chúng ta, kết quả trên trời đổ mưa máu dọa bọn chúng chạy đi còn có đệ tử hóa linh chân quân tiến vào đế đô hai ngày sau sẽ tổ chức thịnh hội võ đạo gì đó tuyển ra nhân tài ưu tú ngày sau đề cử cho tên hóa linh cảnh kia thu làm đệ tử thân truyền lang hàn nói rất vị ý giống như hai chuyện này không có ý nghĩa gì bích tiêu công chúa kinh ngạc không nghĩ tới trong thời gian mình bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy những người khác nhận được thiếp mời chỉ chúng ta không có nàng lẩm bẩm hiển nhiên cố ý gọt mặt mũi của bệ hạ, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu chúng ta từ đầu đến cuối không thu được thiếp mời, chỉ có thể không mời mà đến." Bích Tiêu công chúa không hiểu, nói: "Nếu làm thế, chẳng phải chúng ta sẽ bị chê cười sao?" "Chê cười cái gì?" Lăng Hàn cười nói: "Chúng ta là ngoại vụ phủ, đám người kia là chúng ta quản, bọn chúng tiến vào đế đô đã được chúng ta cho phép chưa?" "Chưa cho phép tự ý tiến vào đế đô, còn tổ chức thịnh hội gì đó, xem chúng ta không tồn tại sao?" Như vậy cũng được, Bích Tiêu công chúa nghĩ nghĩ, đúng thế, ngoại vụ phủ bọn họ không phải quản lý đám tù phạo trong nhà giam đi ra hay sao? Các ngươi không phát thiếp mời, muốn mượn cơ hội này gọt mặt mũi ngoại vụ phủ và Trần Phong Viêm, chúng ta không cho các ngươi tổ chức thịnh hội gì đó, xem ai mất mặt. Ngươi thật biết hại người, nàng nói, nói mò gì đó, Lăng Hàn cười nói, ở chung lâu với nhau, hắn phát hiện Bích Tiêu công chúa là người đáng kết giao bằng hữu lại một ngày trôi qua quả nhiên kim ngọc lộ không có phát thiếp mời cho lăng hàn hay bích tiêu công chúa ý tứ đã rõ tới mức không thể rõ hơn được nữa rất nhiều người đang quan sát chẳng lẽ lăng hàn và bích tiêu công chúa nuốt cục tức này hai người bọn họ là người được trần phong viêm khâm điểm nếu bọn họ nén giận cũng đại biểu trần phong viêm thua một trận nhưng vấn đề là ai dám động đến đệ tử của hóa linh chân quân dường như thua thiệt ngầm này lăng hàn và bích tiêu công chúa nhất định phải ăn hết sau một ngày đó là thời điểm Kim Ngọc Lộ tổ chức thịnh hội võ đạo, thời gian tổ chức vào giữa trưa, sáng sớm đã có người chạy tới, dường như muốn ló mặt và tìm tình cảm. Lúc tới gần giữa trưa, người đến càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu hoàng tử. Hồng Thiên Bộ Hồng Công Tử đến, có người chuyên đứng ngoài cổng nghênh đón hét lớn, xoát, Kim Ngọc Lộ đứng dậy và đi ra ngoài cổng nghênh đón. Trường 3967, thói đời nóng lạnh. Đám người thấy thế đều kinh hãi, cho dù là đại hoàng tử, thất hoàng tử đến đây nàng cũng không ra đón chỉ bảo lục hải nguyên đi đón mà thôi bày giá đỡ rất cao nhưng bây giờ hồng thiên bộ xuất hiện nàng lại tự mình nghinh đón mặt mũi hồng thiên bộ lớn như thế sắc mặt đám người đại hoàng tử âm trầm cảm giác nhận phải một vạn tổn thương nhưng hậu trường của kim ngọc lộ chính là hóa linh chân quân bọn họ làm sao dám phát tác nếu như bọn họ biết lão tử của mình cũng là chân quân khẳng định sẽ kìm nén không được khốn kiếp đây chính là địa bàn của trần gia các ngươi dám không nể mặt mũi nhưng trần phong viêm điệu thấp quá mức chưa từng trực tiếp bộc lộ tu vi của mình làm cho đám con cái của hắn sợ đầu sợ đuôi có tính là hãm hại con mình hay không lang hàn hiểu rõ trần phong viêm hiện tại nhất định phải điệu thấp nếu không thanh long hoàng triều biết sự tồn tại của hắn khẳng định sẽ xuất động cường giả xử lý hắn nhiều cỏ phải nhổ tận gốc qua một lúc chỉ thấy kim ngọc lộ và hồng thiên bộ kết bạn đi vào nam anh tuấn nữ tuyệt mỹ rất xứng đôi từ thái độ của Kim Ngọc Lộ là có thể nhìn ra nàng xem trọng hồng thiên bộ thế nào. Hai người giống như bạn cũ lâu năm, vừa đi vừa trâu đầu ghé tai, thỉnh thoảng còn nhìn thấy Kim Ngọc Lộ tươi cười yểu điệu, đẹp không sao tả xiết, làm cho rất nhiều nam nhân phải nhìn thẳng. Nữ tử này có mỹ mạo cũng không thua gì công chúa yêu tộc, đã hấp dẫn không ít tâm thần nam nhân. Thời gian đã tới, bắt đầu thỉnh hội đi, Kim Ngọc Lộ ngồi vào chủ vị, hồng thiên bộ được an bài vị trí gần phía trước, hiển nhiên rất xem trọng hắn đám người đại hoàng tử không cam lòng chỉ là hạ thần còn dám cưỡi lên đầu bọn họ bọn họ không dám phàn nàn với kim ngọc lộ nhưng hồng thiên bộ là thần tử trần gia bọn họ không cần cố kỵ như vậy hồng thiên bộ gặp đám cô vương ơi vì sao không hành lễ tam hoàng tử nổi giận đầu tiên hắn gần đây rất khó chịu lăng hàn không nể mặt hắn hiện tại hồng thiên bộ lại ngang nhiên ngồi lên đầu hắn hắn làm sao chịu nổi hồng thiên bộ cười nhạt một tiếng hóa ra là mấy vị điện hạ tha thứ hồng mỗ mắt vụng về, không nhìn thấy. Lấy cớ rất sứt sẹo, thất hoàng tử cũng không thể nhịn nổi, thản nhiên nói. Hồng thiên bộ, người cảm thấy cánh cứng cáp rồi, có thể coi trời bằng vung. Tại sao điện hạ nói thế? Hồng thiên bộ cười nói. Hồng mỗ coi trời bằng vung chỗ nào? Hồng thiên bộ, người thật cho rằng không ai trị được ngươi sao? Bỗng nhiên thất hoàng tử vỗ ghế đứng dậy. Đủ rồi, kim ngọc lộ quát lớn, ánh mắt nàng đảo qua. Hồng huynh có thanh danh thiên kiêu, ngay cả gia sư cũng nghe thấy, đã cố ý thu Hồng Huynh làm đệ tử thân truyền. Nàng dừng một chút, chờ đám người có thời gian tiêu hóa tin tức nặng ký này, sau đó mới nói. Gia sư chính là hóa linh chân quân, đặt trong tinh không cũng là tồn tại đỉnh cấp, huống chi nơi này là vùng đất nguyên thủy. Thế nào, các người muốn khi dễ, nhục nhã đệ tử của gia sư ta sao? Nàng lạnh lùng nhìn sang các hoàng tử, khí thế cao cao tại thượng áp bách bọn họ. Các ngươi là hoàng tử thì thế nào, ở trong mắt nàng giống như cỏ rác. Nhiều hoàng tử cảm thấy ủy khuất, bọn họ là hoàng tử đấy, bây giờ lại bị người ta chỉ vào mặt mắng, còn kém phun nước bọt vào mặt. Nhưng Kim Ngọc Lộ không giống với những người khác, nàng chính là đệ tử của hóa linh chân quân. Hiện tại cũng không phải một năm trước, mỗi người còn tưởng rằng khai khiếu cảnh chính là võ đạo đỉnh phong, người nào không biết hóa linh cảnh là tồn tại cao thượng cỡ nào. Ai dám trở mặt với đệ tử hóa linh chân quân, không sợ đến lúc đó sư phụ người ta xuất thế, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết người sao. Bởi vậy, nhiều hoàng tử chỉ có thể nuốt cơn giận mà không thể làm gì. Hồng thiên bộ tươi cười, những rác rưởi này muốn tranh phong với hắn. Ánh mắt hắn đã sớm nhìn thật xa, thậm chí những đệ tử, hậu nhân của hóa linh chân quân trong lồng giam cũng không đặt vào mắt hắn. Mục tiêu của hắn là truyền nhân của những đại giáo trong tinh không, có tư cách xưng là thánh tử, thánh nữ, là người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Hắn muốn lực áp những thiên kiêu này, thành tựu mạnh nhất thời đại. Lúc giọng nói kim ngọc lộ hạ xuống, Lúc này có rất nhiều người mời rượu lôi kéo làm quen Hồng Thiên Bộ, người trẻ tuổi này đã quật khởi, được hóa linh chân quân thu làm đệ tử, ngày sau thành tựu sinh đan thậm chí chân ngã chỉ là chuyện nhỏ. So sánh ra, bên phía các vị hoàng tử rất vắng vẻ. Thói đời nóng lạnh, Trần Phong Viêm còn chưa có chết nhưng đã có rất nhiều người không chờ được đã ôm bắt đùi kẻ khác. Những tuổi trẻ tuấn kiệt bên cạnh Kim Ngọc Lộ đều cười lạnh, bọn họ là quân tiên phong đả kích huy vọng của Trần Gia. Vì cái gì bọn họ dám? Đầu tiên, bọn họ có bối cảnh cường đại, thứ hai, bọn hắn cũng không có làm trái yêu cầu của Trần Phong Viêm, bọn họ cũng không phải cường giả tiên đồ, cũng không có giết người phóng hỏa, xúc phạm luật pháp nha. Báo, đột nhiên có một tên hạ nhân chạy tới, thở phi phò, dáng vẻ hoảng sợ. Vì sao vội vàng hấp tấp như thế? Lục Hải Nguyên không vui nói. Lăng, Lăng, Lăng Hàn đến rồi. Tên hạ nhân lắp bắp nói ra. Lăng Hàn, Lục Hải Nguyên cười lạnh, hắn cố ý không phát thiệp mời Lăng Hàn, chính là muốn khó xử đối phương. Người không đến, vậy tương đương sợ hãi, người đã đến thì thế nào? Chỉ càng mất mặt mà thôi, phương xa có tiếng ồn ào vang lên, lục hải nguyên cao mày, chỉ thấy có hai người sóng vai đến đây, phía sau bọn họ có mười mấy người, cho dù muốn cản cũng không cản được. Lăng Hàn, bích tiêu công chúa, lục hải nguyên khoát tay, nói, đi xuống đi, những hạ nhân kia như được đại xá, cũng không ngăn cản Lăng Hàn, nhao nhao quay đầu rời đi. Lăng Hàn, đây là lãnh địa tư nhân không được mời không được vào lục hải nguyên nói với lăng hàn nếu ngươi mặt dày mày dạn tới đây vậy thì tìm vị trí ngồi đi dù sao cũng không kém bố thí ngươi chút cơm canh lời này rất cay độc lăng hàn nhìn lục hải nguyên tiểu tử này đúng là điển hình mặt người dạ chó quá mức ngu xuẩn hắn nói ngu ngốc người biết khắp thiên hạ đều là vương thổ hay không các ngươi tự nhiên tiến vào đế đô vì cái gì không báo cáo với ngoại vụ phủ muốn dựa vào may mắn bổn phủ chủ không cha sao a à, còn có thể như vậy tất cả mọi người kinh ngạc không nghĩ tới lang hàn lại tấn công vào góc độ này đúng thế đám người kim ngọc lộ lục hải nguyên có địa vị lớn hơn nữa bọn họ cũng bước ra từ lồng giam thuộc về đối tượng bị ngoại vụ phủ quản lý nhưng mọi người đều bị hóa linh chân quân dọa sợ có ai dám đối đầu với bọn họ chứ bởi như vậy lang hàn cùng bích tiêu công chúa không phải từ tiên sông vào mà là có lý có cứ thậm chí có thể niêm phong nơi này đuổi đám người kim ngọc lộ ra khỏi đế đô. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, Lục Hải Nguyên sững sờ, sau đó cười ha ha, đã sớm nghe nói qua miệng lưới của người bén nhọn, thật sự danh bất hư truyền. Nhưng mà, đừng nói ngươi chỉ là minh văn cảnh nho nhỏ, cho dù Trần Phong viêm tới, gặp chúng ta cũng phải khách khí. Quỳ xuống, bỗng nhiên hắn quát lớn, chương 3968, đập phá quán. Thịnh hội hôm nay, mục đích nhằm tạo thế cho Hồng Thiên Bộ, về phần dẫm lên mặt mũi ngoại vụ phủ và Trần Phong Viêm chỉ là thuận tiện mà thôi. Nếu Lăng Hàn muốn chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt, bọn họ cứ tiếp tục dẫm là được. Loại tiểu nhân vật này, dẫm chết cũng không có bao nhiêu người nhìn. Lục Hải Nguyên nhìn thẳng vào Lăng Hàn, hắn rõ ràng còn thấp hơn Lăng Hàn một chút nhưng lại mang theo tư thế từ trên cao nhìn xuống. Đây là cảm giác ưu việt của đa số người trong lồng giam, ha ha, bản thân chỉ là một tên tù nhân lại cho rằng mình cao cao tại thượng, xem thường sinh linh trên đại lục nguyên thủy. Lăng Hàn nhìn thẳng vào mắt Lục Hải Nguyên, gương mặt dần dần lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì, ta bảo ngươi quỳ xuống. Lục Hải Nguyên xem thường và nói lại lần nữa, trên thực tế, cho dù là tầm bí cảnh trong lồng giam muốn quỳ trước mặt hắn, hắn cũng phải xem tâm tình, cũng không phải ai cũng có tư cách quỳ trước mặt hắn. Lăng Hàn nhìn thẳng vào mặt đối phương, đột nhiên chân hắn phát lực, ầm, hắn bạo phát tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Lục Hải Nguyên và tát một cái. Thật can đảm, Lục Hải Nguyên cười lạnh, Hắn xuất một quyền đáp trả Lăng Hàn, tên này dám xuất thủ với mình, hắn quá to gan lớn mật. Ông, Lăng Hàn bộc phát sát khí xung kích, hình thành vào lúc thất biến, cho dù là khai khiếu cảnh thì thế nào, cũng phải trúng chiêu. Công kích của Lục Hải Nguyên chậm lại, hắn có thể được hóa linh cảnh thu làm đệ tử, tự nhiên cũng không phải là rác rưởi, hắn khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt. Nhưng cao thủ so chiêu, chỉ một cái nháy mắt cũng đủ phân thắng bại. Bốp, bàn tay của Lăng Hàn giáng xuống, Lục Hải Nguyên bay ra xa. Sau khi hắn bay một vòng cung và rơi xuống đất, lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Lục Hải Nguyên vừa mới phách lối cỡ nào, hắn còn không đặt hoàng tử vào trong mắt, các hoàng tử cũng không dám làm gì hắn, bởi vì hắn là đệ tử của Hóa Linh chân quân. Nhưng Lăng Hàn lại không quan tâm, hắn dám tát trực tiếp vào mặt đối phương. Vẻ mặt đám người đầy cổ quái, quả nhiên, Lăng Hàn vẫn là Lăng Hàn, không sợ trời không sợ đất, trước đó còn dám chống đối cường giả sinh đan cảnh, hiện tại tát một tên khai khiếu cảnh cũng không có gì khó hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, người ta là đệ tử của hóa linh cảnh, tại sao không chịu nổi một kích như thế? Trên thực tế, Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích làm lục hải nguyên thất thần trong nháy mắt, sau đó sử dụng thần nhãn nhìn rõ công kích của đối phương, hai năng lực này sinh ra lúc thất biến. Cho nên, một kích đánh bay lục hải nguyên, không phải vận khí của Lăng Hàn, cũng không phải lục hải nguyên không đủ mạnh, mà là Lăng Hàn sử dụng toàn lực ứng phó, hắn muốn lập uy cho nên không thể xảy ra sơ suất. Lục Hải Nguyên bò dậy, Mặc dù trên mặt xương lớn nhưng trên thực tế cũng không phải trọng thương, nhưng bị người ta đánh một tát, hơn nữa là tát vào mặt, hắn vô cùng tức giận. Lăng Hàn, người muốn tìm cái chết đúng không? Hắn cắn răng nói một câu, không có chứng nhận của bản phủ, ai cho phép ngươi ở lại đế đô. Lăng Hàn thản nhiên nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống đầu hàng, nếu không, bổn phủ chủ chỉ có thể đuổi ngươi ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc, Lục Hải Nguyên chính là đệ tử của Hóa Linh chân Quân, người dám trọi cứng với hắn. Mặc dù thực lực lục hải nguyên không thể so sánh với sinh đan cảnh, Trần Phong Viêm có thể đối kháng với sinh đan cảnh, nhưng hóa linh chân quân vừa xuất hiện, Trần Phong Viêm chỉ có thể bại lui. Bằng không, vì sao mấy hoàng tử lại nén giận như thế? Lăng Hàn, không nên hồ nháo. Đại hoàng tử lên tiếng khiển trách, hiện tại không phải thời điểm ngươi hành động theo cảm tính. Tam hoàng tử cũng lên tiếng, các hoàng tử khác cũng phản đối Lăng Hàn. Không thể trách bọn họ hèn nhát như thế, chỉ có thể nói lực uy hiếp của hóa linh chân quân quá lớn. Tất cả mọi người lắc đầu, càng có cảm giác bị ai, ngay cả con trai của Trần Phong Viêm cũng phản đối Lăng Hàn, đây là việc buồn cười cỡ nào. Lục Hải Nguyên cười ha ha, Lăng Hàn, người không cảm thấy mình là tên hề hay sao? Người nhảy lên nhảy xuống như thế, kết quả lại bị mấy tên này khiển trách, không cảm thấy buồn cười hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, lúc ngươi nói lời này, vết thương trên mặt đã khỏi chưa? Lục Hải Nguyên biến sắc, Lăng Hàn nói thế là sát muối vào vết thương của hắn. Muốn chết, hắn hét lớn một tiếng và lao thẳng về phía Lăng Hàn, lần này hắn sử dụng thần thức bảo hộ tâm thần. Hữu dụng sao? Lăng Hàn lại sử dụng sát khí xung kích, cho dù Lục Hải Nguyên có phòng bị cũng vô dụng, hắn vẫn thất thần trong nháy mắt. Lăng Hàn giơ tay, hắn lại tát một cái. Dù sao đã ăn thua thiệt một lần, Lục Hải Nguyên vô ý thức cúi đầu xuống nhưng vẫn bị trưởng phong quét trúng, trên trán hắn lưu lại ấn ký màu đỏ, nhưng cuối cùng hắn không bị đánh bay ra ngoài theo suy nghĩ của lục hải nguyên đây là sỉ nhục to lớn vẻ mặt hắn càng ngày càng khó coi hai lần xuất thủ nhưng đều thất bại hắn lại là đệ tử của hóa linh cảnh không phải biến thành trò cười cho kẻ khác hay sao hỗn đàn, tay phải hắn chấn động trong tay xuất hiện tiểu tháp màu trắng cao bảy tấc nó bay lên lơ lửng trên đầu hắn một tia sáng màu xanh bao phủ hắn vào trong lục hải nguyên thét dài hắn lao lên lần thứ ba lần này hắn còn dùng binh khí đó là một thanh trường kiếm lang hàn sử dụng phương pháp cũ lại phát hiện ngọn tháp của đối phương có tác dụng phòng bị thần thức xâm lấn, sát khí xung kích của hắn vô hiệu. Lúc này thú vị, nếu hắn quá mức phế vật, còn dám xưng là đệ tử của hóa linh cảnh hay sao? Chết, lục hải nguyên chém một kiếm sinh ra hào quang vạn trược, ngay cả không khí cũng sôi trào. Ánh mắt lăng hàn ngưng trọng, kiếm trong tay đối phương chính là pháp khí nhất tinh, nếu hắn dùng nhục quyền đối kháng, có lẽ với thất cốt cường hoành của hắn sẽ không tổn thương nặng, nhưng khẳng định sẽ chóc ra chảy máu. Làm như vậy không đáng hắn sử dụng chiến truy tấn công, tư, lôi quang xuất hiện và ngăn cản trường kiếm. Oanh, 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 chiến trùy va chạm với trường kiếm tạo thành tia sáng chói mắt, làm cho rất nhiều người không mở mắt ra được, cũng không thể nhìn thẳng. Đây là đối thủ rất mạnh, Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Tu vi khai khiếu cảnh, lại là thiên tài võ đạo nhất tinh, Lục Hải Nguyên có được thực lực quét ngang khai khiếu cảnh, hắn cũng không kém hơn Lăng Hàn, lúc trước, hắn bị đánh bay do chúng sát khí xung kích nên thua thiệt, cũng không phải thực lực của hắn thấp. Hiện tại hắn phát huy toàn bộ chiến lực, uy lực rất khủng bố, mấy hoàng tử vô cùng hoảng hốt, tự nghĩ nếu mình tiến lên đánh một trận, phần thắng của bọn họ quá nhỏ. Đương nhiên, Lục Hải Nguyên cũng đã xem Lăng Hàn thành đối thủ, bởi vì hắn cao hơn Lăng Hàn một đại cảnh giới, nếu không thiên tài nhất tính là cái gì, hoàn toàn không thể đối địch với Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, thế giới biến thành chậm chạp, hắn phân giải từng chiêu công kích của Lục Hải Nguyên. Tình cảnh của Lục Hải Nguyên biến thành hỏng bét, hình thức công kích bị người ta nắm giữ hắn cảm thấy bó tay trói chân, lại không thể phát huy một chiêu bình thường, hắn phát hiện Lăng Hàn đã chờ sẵn trước mặt hắn. Làm sao đánh bây giờ? Hắn không ngừng biến chiêu nhưng vô dụng, dường như Lăng Hàn chính là con run trong bụng hắn, hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. chương 3969, tranh giành vị trí đệ nhất thiên kiêu. Còn đánh cái rắm Lăng Hàn sử dụng chiến trùy nện xuống rất tùy ý nhưng mỗi chiêu đều khắc chế lục hải nguyên, hắn xuất chiêu nhẹ nhõm tới cực điểm. Chuyện này, tất cả mọi người im lặng, phải biết Lục Hải Nguyên chính là đệ tử của Hóa Linh Cảnh, bản thân cũng là cao thủ khai khiếu cảnh, bây giờ lại bị một tên Minh Văn Cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai dám tin chứ? Dừng tay, Kim Ngọc Lộ quát lớn, nếu đánh tiếp, Lục Hải Nguyên chắc chắn bại trận, hắn thất bại không chỉ bản thân hắn thất bại, cũng làm một cường giả Hóa Linh Cảnh mất mặt. Cho nên, nàng nhất định phải ra mặt dừng trận chiến này. Lục Hải Nguyên lui lại nhưng Lăng Hàn làm sao có thể cho phép hắn dễ dàng như vậy được, hắn đuổi theo không bỏ. Lăng Hàn không nên hùng hổ dọa người hồng thiên bộ hừ lạnh một tiếng hắn đánh ra một trường oanh kinh lực bộc phát ép lăng hàn không thể không dừng lại hắn hiện tại còn không đánh lại tầm bí cảnh hồng thiên bộ chính là thiên tài nhị tinh thậm chí là tam tinh chiến lực còn mạnh hơn xa tầm bí cảnh hồng thiên bộ dám ngăn cản ngoại vụ phủ làm việc người muốn phản quốc hay sao lăng hàn lạnh lùng nói ra hắn hoàn toàn có kiên nhẫn với hồng thiên bộ hồng thiên bộ cười lạnh ngươi dựa vào cái gì đặt song song trở thành đế đô thiên kiêu với ta từ hôm nay về sau cũng chỉ có một mình hồng thiên bộ ta mà thôi kim ngọc lộ cũng lên tiếng nói vậy thì đánh một trận đi ai thắng thì người đó là thiên kiêu duy nhất lăng hàn cười ha ha thật sự buồn cười một kẻ là tầm bí cảnh khiêu chiến ta nhất quyết thắng bại tu vi tiến cảnh của ngươi chậm chạp trách được ai chứ hồng thiên bộ cười lạnh hắn nhanh chân tới trước mặt lăng hàn lăng hàn phát động công bằng tuyệt đối nhưng trên người hồng thiên bộ đã bộc phát hung uy đáng sợ hắn đánh nát công bằng tuyệt đối không thể phát huy ra hiệu quả gì hồng thiên bộ cười ngạo nghễ hắn hoàn toàn dung hợp con mắt của thái cổ hung thú có cảnh giới thấp nhất là đại yêu cấp chân quân chẳng lẽ còn bị trận pháp dưới tiên đồ ảnh hưởng hay sao lăng hàn tuyệt vọng chưa hồng thiên bộ cười lạnh hồng thiên bộ một tiếng nói vang lên bích tiêu công chúa đứng ra ngăn cản trước mặt lăng hàn hóa ra là bích tiêu công chúa hồng thiên bộ tươi cười hắn từng ngưỡng mộ công chúa yêu tộc nhưng từ khi kim ngọc lộ xuất hiện ý nghĩ của hắn đã cải biến công chúa yêu tộc này không xứng với mình nhiều lắm chỉ làm đồ chơi của hắn đối với đồ chơi hắn cũng không cần tốn nhiều tâm tư đây là chiến đấu tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên kiêu giữa hồng ngỗ và lăng hàn công chúa không thích hợp nhúng tay vào đâu hồng thiên bộ nói từ tốn nhưng lại không đặt bích tiêu công chúa vào trong lòng sau khi dung hợp con mắt của thái cổ hung thú hắn đã là thiên tài tam tinh tầm bí cảnh là đối thủ của hắn hay sao. Bích tiêu công chúa suy một tiếng, nói, Hồng Thiên Bộ, người ngang nhiên phản quốc, còn muốn đoạt danh hiệu đệ nhất thiên kiêu. Thật sự là chuyện cười lớn, sắc mặt Hồng Thiên Bộ âm trầm, kỳ thật hắn hiện tại không muốn đắc tội với Trần Gia, dù sao Trần Phong Viêm là sinh đan cảnh, thậm chí càng mạnh hơn một chút, có lẽ là lão quái chân ngã cảnh, chủ yếu nhất là sư phụ tương lai của hắn còn chưa thoát ra khỏi lồng giam vạn nhất trần phong viêm thực sự tức giận làm thịt hắn thì làm sao bây giờ bích tiêu công chúa nhất định muốn ngăn cản trận chiến giữa ta và lăng hàn hay sao hồng thiên bộ nói hắn tránh đi đề tài phản quốc bởi vì hắn không thể nói gì càng nói càng bất lợi với hắn như vậy hồng mỗ đành phải đắc tội hắn xuất thủ tấn công bích tiêu công chúa bích tiêu công chúa điểm nhẹ một chỉ ầm hồng thiên bộ bị đánh bay ra ngoài sau đó nặng nề ngã xuống đất và sinh ra tiếng vang thật lớn cái gì miệng của đám người há to không thể khép lại được, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Sao lại có thể như vậy được, Hồng Thiên Bộ bị một chỉ của người ta đánh bay. Hồng Thiên Bộ giấy rụa bò dậy, trên vai hắn xuất hiện lỗ máu, ngay cả mặt đất dưới thân hắn cũng bốc khói. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ kinh hãi, hắn không dám tin bích tiêu công chúa lại có thực lực cao như vậy. Ba, 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 tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Kim Ngọc Lộ đứng dậy không nghĩ tới công chúa yêu tộc lại là người đầu tiên trong thế hệ trẻ bước vào tiên đồ, chúc mừng, chúc mừng. Cái gì, bích tiêu công chúa bước vào tiên đồ, tất cả mọi người sợ hãi, mặc dù bây giờ chẳng những có chút cơ cảnh, thậm chí còn có cường giả chú đỉnh, sinh đan xuất hiện, nhưng bọn họ đều bước ra từ lồng giam, cũng chỉ có yêu hoàng và trần phong viêm là cường giả đột phá tiên đồ trong hoàn cảnh trước đó. Nhưng trên thực tế, trần phong viêm cũng là cổ nhân, chỉ có yêu hoàng mới thật sự đột phá trong hoàn cảnh trước mắt. Bây giờ lại thêm công chúa yêu tộc, sự thật có thể chứng minh, yêu tộc có cấp độ cao hơn nhân tộc dưới tiên đồ. Hồng thiên bộ cũng sướng sờ, hóa ra bích tiêu công chúa đã vượt qua tiên môn, trở thành cường giả trúc cơ, khó trách chỉ bằng một ngón tay là có thể đánh bại mình. Đây là tiên phàm khác biệt, cho dù hắn yêu nghiệt hơn nữa cũng vô dụng, cho dùng dung hợp 10 con mắt thái cổ hung thú cũng không đáng chú ý. Thua trong tay bích tiêu công chúa, hắn cũng không oan, cũng không cảm thấy sỉ nhục. Hồng thiên bộ, người phục hay không phục? Bích tiêu công chúa chắp tay sau lưng, cũng không thèm quan tâm tới kim ngọc lộ. Đây là một loại thái độ, ngươi là đệ tử hóa linh cảnh thì như thế nào, ta mặc kệ ngươi. Kim ngọc lộ hừ một tiếng, bích tiêu công chúa, chúc cơ cảnh đã bước vào tiên đồ, nhưng cũng chỉ là bậc thang đầu tiên trong tiên đồ, còn kém xa lắm mới được gọi là cường giả. Chân áp các ngươi, dư xài, lúc này, bích tiêu công chúa không thể không trả lời. Thật sao, kim ngọc lộ giơ tay ném con rối ra ngoài, xèo, con rối nhanh chóng phóng đại cao bằng hai người lớn, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là trong tay con rối này cầm đại đao tỏa ra sát khí đáng sợ, giống như có thể chém phá bầu trời. Chiến tranh cử tưởng, trong tay Lăng Hàn cũng có một con, bởi vậy hắn lập tức kết luận đây chính là chiến tranh cử tưởng. Bởi vì thủ pháp chế tác chiến tranh cử tưởng, khẳng định sẽ có mạnh có yếu, chúng có thể quét ngang toàn bộ trúc cơ, nhưng Bích Tiêu công chúa vừa mới đột phá trúc cơ, nàng vừa đột phá trúc cơ thì có thể mạnh bao nhiêu? Quả nhiên Kim Ngọc Lộ mang theo khí thế hung hăng tiến vào đế đô cũng không phải chỉ dựa vào thanh danh cường giả hóa linh cảnh, thật sự còn có đại sát khí trong tay. Bích Tiêu công chúa cười nhạt một tiếng, ý chí bệ hạ dung nạp thiên địa, nếu các người đã ngưỡng mộ đế đô phồn hoa, bản phủ chủ cho phép các người tạm thời lưu lại, nhưng nếu các người xúc phạm luật pháp đế quốc, chúng ta sẽ xử lý theo luật đế quốc, đuổi các người ra ngoài. Phủ chủ đại nhân, người thấy thế nào? Nàng nhìn về phía lăng hàn, tất cả mọi người đều hâm mộ, sớm nghe nói Lang Hàn có quan hệ không tầm thường với công chúa yêu tộc, lúc này có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Bích tiêu công chúa không chỉ là mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn là người trẻ tuổi đầu tiên bước vào tiên đồ, có thể ôm mỹ nhân như vậy về nhà, có ai không đỏ mắt. Hỗn đàn kia quá may mắn, chương 3970, Hải tộc, Lang Hàn mỉm cười, ánh mắt nhìn sang đám người kim ngọc lộ, hắn không thèm nhìn hồng thiên bộ một cái, thản nhiên nói. Các người tốt nhất nên tự hiểu lấy mình, nếu dám phạm pháp, ngoại vụ phủ sẽ không khách khí với các ngươi. Đi, hắn phất tay, bích tiêu công chúa đuổi theo hắn, hai người rời đi thật nhanh. Không khí trong hiện trường rất đè nén, qua một lúc có người nói mình có việc cần trở về xử lý, có người nói thân thể không thoải mái, cần phải chữa trị thật nhanh. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn một phần ba người lúc ban đầu. Đôi mắt kim ngọc lộ lộ ra một tia giận dữ, hai tay của nàng nắm lan can ghế, toàn thân sinh ra hàn ý đáng sợ. Đến mức này, cho dù tiếp tục tiến hành thịnh hội, còn có thể gọi là thịnh hội hay sao? Nó đã biến thành trò cười, tất cả đều bởi vì Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa. Trong đối kháng lần này, có thể nói đám người Lăng Hàn giành thắng lợi cao hơn một chút, mặc dù nàng có thể chống đỡ không thua sạch sẽ, nhưng nàng vẫn bị khí thế của hai người áp chế, bằng không phần lớn người đã bỏ chạy. Tất cả mọi người đang nghĩ, ngoại vụ phủ cường thế như vậy, có phải đây là thái độ của Trần Phong Viêm? Dù sao hóa linh chân quân vẫn chưa xuất thế, Trần Phong Viêm thật muốn xuất thủ thanh toán, có ai ngăn cản được. Sắc mặt Hồng Thiên Bộ cũng không tốt, hắn sớm trèo lên quan hệ với một hóa linh chân quân trong lồng giam, lần thịnh hội võ đạo này nhằm tạo thanh thế cho hắn, kết quả lại bị lang hàn phá hủy. Tên khốn kiếp này, nhưng Bích Tiêu Công Chúa là người đầu tiên xông vào tiên đồ, việc này làm hắn kinh hãi, cho dù hoàn cảnh thiên địa biến hóa thật lớn, nhưng muốn xung kích tiên đồ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù đặt ở văn minh đời trước, một trăm người xung kích tiên đồ nhiều lắm chỉ có một người thành công mà thôi. cho dù thành công, sau đó trong thiên địa khảo vấn đạo tâm chỉ ít có một nửa người không gánh nổi kết cục thần hồn tan vỡ. cho nên thành tiểu cường giả tiên đồ quá khó khăn. hắn nhất định phải nhanh chóng bước qua tiên môn, nếu không mặc cho hắn yêu nghiệt như thế nào, hắn chỉ là sâu kiến trong mắt bích tiêu công chúa mà thôi. tiên phàm có khác. phù chủ đại nhân, người hài lòng với biểu hiện của bích tiêu hay không? bước ra cửa lớn. Bích tiêu công chúa lập tức tươi cười tranh công với Lăng Hàn. Một trăm điểm, cho thêm ngươi mười điểm cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Lăng Hàn cười nói, vậy ngươi lúc nào truyền yêu hầu quyền cho ta? Bích tiêu công chúa lại nói, Lăng Hàn a à một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, yêu hầu quyền gì? Gia hỏa này quá mức vô sỉ, lại giả vờ như không biết gì. Bích tiêu công chúa im lặng, cho dù Lăng Hàn lấy ra cớ khác thì nàng cũng có thể quấy dày đòi hỏi. Lăng Hàn vô sỉ đến mức này, nàng không biết nên mở miệng thế nào đoạn thời gian gần đây nàng cho rằng mình đủ mặt dày nhưng khi so với lăng hàn nàng chẳng khác tiểu vu gặp đại vu lăng hàn mỉm cười người còn chưa gặp qua đại hát cẩu đâu bằng không ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh đó mới là gia hỏa không cần mặt mũi trở lại ngoại vụ phủ lăng hàn và bích tiêu công chúa đều tu luyện bọn họ thu được rất nhiều chỗ tốt trong thời gian trước trong thời gian ngắn không cần lo thiếu tài nguyên tu luyện hơn nữa tin tức đám người kim ngọc lộ gặp khó khăn truyền ra những kẻ ban đầu chặt đứt quy thuận triều đình cũng bắt đầu quy thuận lần nữa, mỗi ngày đều có hai ba cái thế lực đưa thư đầu hàng, cần ngoại vụ phủ phái người đi trao đổi tiếp thu. Hiện tại ngoại vụ phủ chính là bộ môn có chất béo phong phú nhất huyền Bắc Quốc, ngay cả những hoàng tử cũng đỏ mắt, Trần Phong Viêm vẫn bế quan không gặp ai, bọn họ có thể làm gì. Đám người Kim Ngọc Lộ cũng yên tĩnh hơn trước nhiều, cũng không biết bọn họ thật sợ hãi hay có mưu đồ khác. Thời gian 10 ngày trôi qua, thiên địa biến hóa mỗi ngày, mấy ngày trước có một loại dây leo kỳ quái xuất hiện, chẳng những trong thành thị, ngay cả hiểm sơn ác thủy cũng không thể ngăn cản chúng sinh trưởng, dường như chúng có thể tùy ý sinh trưởng khắp thế giới. Đây là mạn tinh đằng, có người lật tư liệu sách cổ và phát hiện lai lịch của chúng. Trong mỗi tinh thể chỉ có một góc mạn tinh đằng, cho nên, hiện tại mọi người nhìn thấy có rất nhiều gốc dây leo nhưng trên thực tế chúng chỉ là phân cảnh, gốc dây leo chân chính lại nằm tại hạch tâm của tinh thể. Hoàn cảnh thiên địa lúc trước không tốt, Mẫu căn của dây leo không có điều kiện sinh trưởng, cho tới bây giờ, thiên địa khôi phục, mẫu căn lại phát triển bình thường. Mạn tinh đằng có một đặc tính khác, đó là có thể truyền thông tin, mỗi một đoạn dây leo đều có thể ghi chép hình ảnh và âm thanh, mà thông tin cũng rất đơn giản, chúng dùng tần suất đặc thù phát ra hình ảnh và âm thanh. Bọn họ có thể sử dụng tần suất này liên hệ với tinh thể khác trong tinh không, cũng không cần công cụ truyền tin như điện thoại, một gốc mạn tinh đằng là đủ. Mạn tinh đằng xuất hiện, nói rõ thiên hải tinh sắp khôi phục hoàn toàn. Lúc này, mặc kệ người cách xa cỡ nào, thời gian truyền tin tức qua lại diễn ra trong nháy mắt, không cần mất 2-3 ngày, thậm chí hơn 10 ngày như lúc trước. Lúc mạn tinh đang xuất hiện, hải tộc cũng xuất hiện trong mắt người đời. Trên mỗi tinh thể đều có hải vực, thiên hải tinh có một chữ hải trong tên, hải vực của nó cũng lớn kinh người, hải vực chiếm 2 phần 3 tinh thể, hơn nữa không gian hải vực là lập thể, có thể dung nạp càng nhiều sinh vật sống. Thiên địa kịch biến, trong hải vực xuất hiện yêu tộc, còn có... Nhân tộc dưới đáy biển, sau khi văn minh thường cổ diệt phong, tổ tiên của bọn họ rời xuống đáy biển, khi đó là nhân tộc hần túy. Bởi vì diện tích hải vực cực lớn, số lượng nhân khẩu càng nhiều, tự nhiên không thiếu thiên tài và cường giả, còn có vô số kỳ chân bảo quả. Sau khi hải tộc rời khỏi hải vực sẽ giảm chiến lực, cần bước vào tiên đồ mới có thể tiêu trừ nhiều điểm này, cho dù trong biển cả có tài nguyên phong phú nhưng vẫn xuất hiện bốn cường giả tiên đồ. Cho nên, hải tộc từ đầu đến cuối không có xâm chiếm lục địa, bình an vô sự. Từ khi mạng tinh đang xuất hiện, chuyện của hải tộc cũng lộ ra ngoài sáng, cũng làm cho nhân tộc trong huyền Bắc Quốc khiếp sợ, hóa ra bọn họ chỉ biết một góc băng sơn của thế giới này mà thôi. Nếu đã có liên hệ, một ít thiên tài trẻ tuổi của hải tộc phát ra hào môn, muốn cái gọi là song kiêu và người trên lục địa biết rõ, hải tộc mới là chúa tể thế giới này. Bất hạnh nằm cũng trúng tên, Lăng Hàn cảm thấy rất vô tội, nhưng nếu những thiên tài hải tộc gì đó tìm tới đây, hắn cũng không quan tâm và dùng một quyền đánh ngã. 78 ngày sau, một tin tức kinh người truyền ra. Trên biển xuất hiện một tòa thần sơn, nó có khả năng là phiêu miểu phong trong truyền thuyết. Tin tức truyền tới, toàn bộ thiên hải tinh kinh hãi. Có mạng tinh đăng, hiện tại có thể truyền tin tức đi bất cứ nơi nào, nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người đứng ngang hàng với nhau. Lăng Hàn mở quang não ra xem, hắn tra xét tư liệu phiêu miểu phong. chương 3971, tiên đạo cơ. Bước đầu của tiên đạo là gì? Vọt long môn, xây tiên cơ. Vọt Long Môn sẽ giúp cấp độ sinh mệnh lột xác, tiên đạo cơ thạch chính là căn cơ của tiên đồ, cũng bắt đầu tất cả. Cho nên, tiên cơ là thứ cực kỳ trọng yếu, tiên đạo cơ thạch có thể tự hành cấu trúc, nhưng cũng có thể dựa vào bảo vật, dựa vào nó làm hạch tâm và xây dựng tiên cơ. Nói một cách bình thường, dùng bảo vật làm hạch tâm, dựng thành tiên cơ sẽ kiên cố hơn tiên cơ phổ thông, còn có thể bộc phát uy lực mạnh hơn. Ai cũng biết, muốn xây phòng cần tạo dựng nền móng vững chắc, nền móng càng kiên cố mới có thể xây phòng cao hơn. Đặt lên người võ giả cũng giống như thế, tiên đạo cơ thạch là thứ quyết định thành tựu tương lai, không phải nói cơ thạch vững chắc là nhất định có thể đột phá hóa linh cảnh thậm chí tiểu thừa cảnh, nhưng nếu không có tiên cơ vững chắc, muốn đột phá chú đỉnh cũng là chuyện xa vời. Phiêu Miểu Phong là một tòa thần sơn, bình thường hư vô mờ mịt, không người nào biết nó ở nơi nào, thần sơn cách một thời gian sẽ xuất hiện một lần, trên núi có thần thạch xây dựng tiên đạo cơ thạch. Nghe nói, có thể trở thành cường giả hóa linh cảnh trở lên, tiên đạo cơ thạch cần thần thạch làm hạch tâm. Chỉ có rất ít đại năng, bọn họ không cần thần thạch cũng có thể tu hành đến cảnh giới cực cao, nhưng dạng người này ít tới mức thương cảm. Hơn nữa, thần thạch là tiên đạo cơ thạch, còn có thể giúp tiên đạo cơ thạch có cảm ứng năng lượng đặc thù. Ví dụ như Thái Huyền thạch, nó có thể giúp võ giả tăng cường năng lực cảm ứng năng lượng thiên địa, gia tốc tu hành, ví dụ như Hỏa Long thạch, có thể giúp tiên đạo cơ thạch sinh ra hỏa diễm đáng sợ, gia tăng chiến lực khủng bố, ví dụ Ma Huyễn thạch có thể tạo ra thế giới ảo ảnh, cũng dồn địch nhân vào ảo cảnh và tâm thần thất thủ cho nên không quản từ góc độ nào nếu có thể sử dụng thần thạch làm hạch tâm và xây thành tiên đạo cơ chỗ tốt lớn đến mức kinh người phần lớn người hiện tại bị ngăn cản dưới tiên đồ phiêu miểu phong lại đột nhiên xuất thế việc này tạo thành oanh động lớn thế nào toàn bộ thế giới đều sôi trào cho dù là nhân tộc yêu tộc hay là hải tộc chỉ cần là người có dã tâm đều đi tranh cơ duyên này sau khi lăng hàn biết tin trái tim hắn đập thình thịch mặc dù hắn cách tiên môn hơi xa nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn nắm giữ vài viên thần thạch chờ thời điểm vào tiên môn có thể cầm ra sử dụng là được hắn thương lượng với bích tiêu công chúa một chút do bích tiêu công chúa tỏa trấn ngoại vụ phủ lăng hàn sẽ đi phiêu miểu phong tìm kiếm cơ duyên đúng rồi người xây dựng tiên đạo cơ thạch thế nào lăng hàn hỏi bích tiêu công chúa việc này liên quan tới vấn đề riêng tư nhưng lăng hàn lại hiếu kỳ lúc trước hắn không biết hóa ra tạo dựng tiên cơ cần lợi dụng thần thạch hắn nghĩ tới thần thạch chứa đựng nguyên thế giới hắn có thể dùng nó chúc cơ hay không? Cũng không được, bởi vì lúc hắn còn nhỏ yếu đã có thể đánh vỡ thần thạch, dùng để chúc cơ chẳng phải biến thành công trình bã đậu hay sao? Diệu dụng của thần thạch cũng bị hắn hấp thu, yêu tộc ta tự nhiên có nội tình của mình, cũng truyền thừa một ít thần thạch, ta lấy thông thiên thạch làm hạch tâm. Bích tiêu công chúa nói, lời nói cũng ẩn chứa một ít ngạo khí. Cũng lấy từ phiêu miểu phong, lang hàn hỏi, bích tiêu công chúa lắc đầu, thần thạch cũng không chỉ phiêu miểu phong mới có, cần có cơ duyên mới lấy được, giống như người ngoài ý muốn gặp một cây tiên dược, phiêu miểu phong giống như một dược viên, tỷ lệ đạt được thu hoạch sẽ tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn gật đầu, khó trách khi Bích Tiêu công chúa biết tin tức phiêu miểu phong xuất thế lại không tỏ vẻ gì, hóa ra tiên đạo cơ thạch của nàng cũng không kém. Sự vụ lớn nhỏ trong phủ giao cho ngươi, ta sẽ xuất phát vào đêm hôm nay. Hắn nói, vội vã như vậy, Bích Tiêu công chúa kinh ngạc, không thể không gấp, không biết phiêu miểu phong sẽ biến mất khi nào, hơn nữa, Lần này ta không mang theo chiến tranh cử tượng, phải cẩn thận có người nửa đường chặn giết ta. Lăng Hàn cười nói, bích tiêu công chúa gật đầu, Lăng Hàn lưu chiến tranh cử tượng trong phủ, dù sao Lăng Hàn ra ngoài vì việc tư, về tình về lý không nên vận dụng tài nguyên của ngoại vụ phủ, hơn nữa, hiện tại phong vân biến ảo, ngoại vụ phủ cần có đại sát khí chấn giữ. Lăng Hàn trở về thu thập một chút, bảy tiểu hoa nhi biết Lăng Hàn sắp xa nhà, tự nhiên cả đám chen lấn muốn đi theo, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nếu thả các nàng làm loạn trong phủ, chi bằng mang theo bên người. Về phần heo mập, nó không muốn đi, nhưng Lăng Hàn lại cưỡng bức ép nó đi, heo mập có thể dùng làm lá chắn cũng không tồi. Sau khi đám tiểu hoa nhi và heo mập vào dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn rời đi lúc đêm tối. Hắn lặng lẽ rời khỏi ngoại vụ phủ, cũng lặng lẽ rời thành, dùng thực lực của hắn, muốn không thủ vệ không phát hiện quá dễ dàng, chờ buổi trưa ngày mai, bích tiêu công chúa có thể tuyên bố tin tức hắn rời đi. Lần này hắn không có sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào, toàn bộ dùng hai chân chạy đi, phát động thân pháp, tốc độ của hắn còn nhanh hơn các phương tiện giao thông khác. Hắn vẫn chưa sử dụng chỉ xích thiên nhai, hắn đi một bước vượt qua khoảng cách trăm dặm, nhưng với tu vi của hắn hiện tại lại không thể sử dụng bao nhiêu lần, chỉ có thể sử dụng làm tuyệt chiêu bảo mạng. Sau khi đi vài phút, hắn nhảy lên một gốc cây, cho dù đã cách đế đô rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được đế đô phồn hoa. Lần này rời đi, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể quay về lang hàn thu hồi ánh mắt hắn vẫn cố gắng gia tăng tu vi tin tưởng sau khi hắn vượt qua tiên môn niệm lực của hắn sẽ tăng lên đến lúc đó có thể thả nữ hoàng các nàng ra ngoài nghĩ tới đây nội tâm hắn kích động lang hàn cũng tràn ngập khát vọng với thực lực hắn phát động thân pháp hắn lướt đi thật nhanh qua một lúc hắn sinh ra cảm giác không thoải mái giống như bị người ta để mắt tới hắn dừng lại phát động nhãn thuật quan sát chung quanh nhưng không phát hiện có điều gì khác thường. Đa nghi, lang hàn cao mày, hắn đã cẩn thận như vậy, hơn nữa quyết định này rất đột ngột, vì sao vẫn có người để mắt tới. Hắn lắc đầu, tiếp tục chạy đi, sau khi hoàn thành rèn luyện thất cốt, xương cốt của hắn cực kỳ kiên cố cường hoành, cho dù phát động phong vân phiêu hơn một giờ cũng không có việc gì, nhưng tạng khí và làn da không chịu nổi. Tạng khí rốn như sắp nổ tung, làn da của hắn cực kỳ đau đớn giống như muốn xé rách thân thể hắn tạng khí được minh văn đề thăng nhưng làn da không tu luyện tới cảnh giới tương ứng cho nên võ giả mạnh hơn vẫn có thể sát thương bởi vì cảnh giới càng cao càng khó trọng thương và khó chết chỉ có tu luyện bất diệt thiên kinh mặc dù không hoàn mỹ hoàn toàn nhưng vẫn có thể tăng sức phòng ngự hắn dừng lại nghỉ ngơi sau khi thân thể khôi phục lại tiếp tục đi đường lần này hắn không sử dụng phong vân phiêu dù sao tốc độ của hắn lúc bình thường cũng không chậm không cần thiết phải sử dụng tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh sau khi chạy đi mấy tiếng chân trời xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, mặt trời cũng dần ló dạng, ngàn vạn tia sáng ban mai mang theo sức sống sinh mệnh bao trùm thiên địa. Lang Hàn ngừng lại, hắn bắt đầu tu luyện, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát cơ đáng sợ, hắn đột nhiên nhảy lên cao, oanh, vị trí hắn vừa dừng lại xuất hiện đám mây hình nấm, cát bụi vô tận bắn tung tóe ra chung quanh. Chương 3972, Hồng Thiên Bộ truy sát. Lang Hàn bị người ta đánh lén, kỳ thật hắn cũng không phải không có phòng bị, bởi vì trong lúc hắn đi đường đã cảm giác có người dò ngó mình vài lần, hắn không phát hiện vị trí của người này mà thôi. Cho nên hắn vẫn giữ tâm nhãn, duy trì cảnh giác, quả nhiên, vào lúc hắn phân tâm tu luyện, cực kỳ không phòng bị thì kẻ thù tấn công. Hồng thiên bộ, lang hàn kêu lớn, cho bụi tan hết, một bóng người bước tới, hắn giống như mang theo thần quang, cho dù bị cho bụi che lấp vẫn tỏa ra khí chất thần thánh. Quả nhiên là hồng thiên bộ, lang hàn biết rõ, có thể dò xét mình từ khoảng cách xa như thế, Chứ Hồng Thiên Bộ đã dung hợp con mắt thái cổ hung thú thì còn ai vào đây? Như vậy vẫn không thể giết ngươi, ta thật kinh hãi đấy." Hồng Thiên Bộ nói, Lam Hàn cười nhạt một tiếng, "Thế nào, lúc trước lừa gạt ngươi một lần, không nhịn được liền động sát cơ." Hồng Thiên Bộ lắc đầu, "Ngươi chỉ là minh văn cảnh nho nhỏ, còn chưa đủ tư cách lừa gạt ta, ta không đặt ngươi vào trong mắt nhưng trên người ngươi có một kiện bí bảo, có thể ẩn nấp dáng vẻ, ta nhất định phải đạt được." "Ngươi đang nói cái gì?" Lam Hàn hỏi. Hồng Thiên bộ chỉ vào chán của mình, mặc dù đã trôi qua nhiều ngày, vết sưng trên chán hắn đã khôi phục nhưng vẫn còn hơi gồ lên. Người quên mình hạ thủ sao? Lăng Hàn kinh ngạc, không phải đối phương bị hắn đập ngất xỉu hay sao? Hơn nữa hắn còn sử dụng ra hư không thú ẩn nấp thân thể, ra hỏa này có thể đoán được. Hư, ta dung hợp con mắt thái cổ hung thú, tự nhiên có thể tự động dò xét hư không? Hồng Thiên bộ ngạo nghễ đáp, nhất định là khoác lác, bằng không hắn đã sớm phát hiện Lăng Hàn. Nhưng ở cự ly gần, con mắt thái cổ hung thú của hắn có thể phát hiện lăng hàn lăng hàn cười ha ha ngươi rất biết nhẫn nhịn biết rõ bị ta cướp sạch nhưng vẫn không lộ ra vẻ mặt gì hồng thiên bộ ta sau này có nên gọi ngươi là hồng ô quy hay không hồng thiên bộ cũng không tức giận dường như hắn đã khống chế tất cả mọi việc cần gì phải nổi giận với người chết chứ ngươi dùng đồ vật nện ta cũng là một kiện trí ảo làm ta bị vận rủi quấn thân ngay cả đại khí vận của ta cũng không thể ngăn cản được hắn hiếu kỳ nói Ngươi không cần nói cho ta biết, sau khi giết ngươi, ta sẽ tự tay tìm kiếm. Lăng Hàn thở dài, nói như vậy, lúc trước ta nên làm thịt ngươi, ngươi không có cơ hội. Hồng Thiên Bộ Ngạo Nghĩa nói, trên người của ta có bảo phù hộ thân, nếu ngươi ra tay giết ta sẽ kích thích bảo phù phản phệ, ngươi không thể rời khỏi Hồng Gia. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương không giống nói láo, Lăng Hàn chỉ suy nghĩ trêu chọc mà thôi, hắn chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Được rồi, đã nói xong việc nhà, cũng nên làm thật đi hắn cười nói, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hồng Thiên Bộ cười nói, hắn đột nhiên xuất thủ tấn công, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn quay người bỏ chạy, đánh cái giám, Hồng Thiên Bộ tu vi tầm bí cảnh, lại không bị tuyệt đối công bằng ngăn cản, ta đánh với hắn khác gì tự tìm đường chết. Ngươi chạy trốn được sao? Hồng Thiên Bộ đuổi đi theo, hắn vẫn không xuất thủ là bởi vì khoảng cách đế đô chưa đủ xa, ai biết Trần Phong Viêm có thể cảm giác hay không? Hắn là tầm bí cảnh, cho dù không sử dụng bất cứ thân pháp gì, tốc độ của hắn vẫn nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh, nhanh đến mức không thể hình dung. Nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Hồng Thiên Bộ vừa mới đuổi theo đã ngã xuống đất. Trong mặt đất có sẵn một cái hố, hơn nữa Hồng Thiên Bộ đúng lúc bộc phát bí lực trên bề mặt tạo thành ảnh hưởng, cả hai trùng hợp xuất hiện cho nên một tên cao thủ tầm bí cảnh ngã nhào xuống đất. Lăng Hàn nhìn về phía sau, hắn bật cười, hiển nhiên, Hồng Thiên Bộ trúng một gạch kia, vận rủi của hắn không biến mất. Hiện tại đi trên đất bằng cũng xuất hiện cái hố, tin tức truyền đi sẽ có nhiều người châm chọc. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể dùng mạng Tinh đằng ghi chép lại, nếu không có thể tường thuật trực tiếp cảnh Hồng Thiên Bộ ngã nhào. Đương nhiên Hồng Thiên Bộ không có vì cú ngã mà chậm trễ thời gian, hắn lập tức lao lên, vẻ mặt đầy giận dữ, hắn đuổi theo Lăng Hàn thật nhanh. Tốc độ của hắn quá nhanh, sau khi vận dụng thân pháp liền đạt tới gấp 7 lần vận tốc âm thanh, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Lăng Hàn. Lăng Hàn cả kinh, sau khi hồng thiên bộ dung hợp với con mắt thái cổ hung thú, dường như hắn đã hóa thành yêu tộc, tốc độ gia tăng tu vi vượt xa người thường, tranh lệch giữa hai người là một đại cảnh giới, hiện tại biến thành hai đại cảnh giới. Không có biện pháp, lăng hàn đành phải dùng tới chỉ xích thiên nhai, hắn lập tức vượt qua khoảng cách trăm dặm, sau đó lại vượt, lại vượt, lại vượt, sau vài lần như thế, lăng hàn cảm thấy máu huyết sôi trào, mỗi khối thịt trên người sắp chóc ra khỏi thân thể. Hắn vội vàng dừng lại, hắn ném dưỡng nguyên hồ lô vào trong dòng suối nhỏ, sau đó hắn cũng tiến vào bên trong, thuận dòng rời đi. Phía sau, Hồng Thiên Bộ mất đi tung tích của Lăng Hàn, lực bộc phát của chỉ xích thiên nhai quá cao. Hắn gầm thét giận dữ, đây vốn là bí thuật hắn đạt được, hiện tại bị Lăng Hàn trộm đi, làm hại hắn không thể luyện thành. Lăng Hàn sử dụng bí thuật của hắn chạy trốn, đối với hắn đây là việc buồn cười cỡ nào. Người chạy không thoát, Hồng Thiên Bộ quát lớn, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện con mắt thật to, con mắt chậm rãi mở ra giống như xuyên thấu tinh không, cũng tỏa ra hung uy đáng sợ hồng thiên bộ nhắm chặt hai mắt mí mắt của hắn chấp chấp hắn đã mở con mắt thái cổ hung thú con mắt trên đỉnh đầu chỉ là hư ảnh mà thôi bởi vì thái cổ hung thú quá cường đại hiện tại hơi sử dụng vẫn có thể hóa hình mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào hắn không thể phát hiện tung tích của lăng hàn làm sao có thể hắn cau mày với tu vi của lăng hàn không thể thi triển chỉ xích thiên nhai nhiều lần hắn biết rõ điểm này là hồ lô kia đột nhiên hắn nhớ lại Lăng Hàn năm đó chiếm được một cơ duyên, đó chính là dưỡng nguyên hồ lô, vật này có thể thu nhận vật sống, cho dù trong văn minh thượng cổ, đây cũng là một kiện chí bảo, cho dù là hóa linh chân quân cũng sinh ra tham lam. Hồng Thiên Bộ vội vàng phát động con mắt thái cổ hung vật tìm kiếm, nhưng Lăng Hàn đã chạy đi đủ xa, hơn nữa hồ lô thuận dòng chảy rời đi, nó đã vượt qua khoảng cách cực hạn của con mắt thái cổ hung thú. Không tìm thấy, khốn kiếp, Hồng Thiên Bộ không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm vào ngoại vụ phủ, biết Lăng Hàn nhất định sẽ đi phiêu miểu phong, quả nhiên bị hắn bắt được, không nghĩ tới vẫn để hắn chạy thoát trước mắt mình. Hắn nhất định sẽ đi phiêu miểu phong, ta vẫn có thể ôm cây đợi thỏ. Hắn tỉnh táo lại, muốn tiếp tục chặn giết Lăng Hàn là việc không thể nào, nếu Lăng Hàn đi tới phiêu miểu phong, hắn có thể gặp được Lăng Hàn tại nơi đó. Không thiên bộ không do dự, hắn lập tức lao về phương xa. Hắn sắp vào tiên môn, cũng cần thần thạch trúc cơ. mươi 3973, tranh thuyền thuận dòng đi gần nửa ngày, lang hàn rời khỏi dưỡng nguyên hồ lô. hắn cảm thấy đáng tiếc khi bỏ qua tu luyện hôm nay, hắn không đặt việc hồng thiên bộ truy sát trong lòng. hai người sớm như nước với lửa, chuyện này quá bình thường. tu vi a, à, ta tăng lên quá chậm. lang hàn thì thào, kỳ thật tu vi hắn tăng lên không chậm chút nào, hắn không thể so với một ít kẻ có vận khí siêu cấp mà thôi. nhưng ta thắng ở cơ sở kiên cố. lang hàn đưa ra đánh giá khách quan, phiêu miểu phong nằm ở hải ngoại, hắn khẳng định phải vượt biển cho nên bước đầu tiên cần phải đi tới bờ biển và tìm thuyền ra biển nghe nói hải ngoại hiện tại cực kỳ nguy hiểm chẳng những không thể bỏ qua hải tộc trong biển cũng có rất nhiều hiểm địa sau khi tiến vào hải vực hải vực đang sóng yên biển lặng lại xuất hiện sóng lớn tầm bí cảnh cũng có thể bị sóng gió giết chết có đá ngầm nổi lên mặt nước ban đêm sinh ra tiếng ca thần bí người đi tới dò xét đều không quay về tóm lại trong biển có rất nhiều khu vực thần bí lăng hàn không thể không cẩn thận muốn vượt biển cần phải tìm thuyền có kinh nghiệm phong phú nếu không vô cùng khả năng không mò được cái gì ngược lại còn táng thân đáy biển làm mồi cho tôm cá ăn địa vực huyền bắc quốc rất lớn có rất nhiều thành thị gần biển cho nên có rất nhiều tuyến đường biển ban đầu lang hàn khẳng định sẽ lựa chọn tuyến đường gần nhất nhưng bây giờ bị hồng thiên bộ truy sát hắn phải suy nghĩ kỹ càng hắn nhanh chóng chọn một nơi đi tới tứ dương thành đây là thành thị ven biển có bến thuyền nhưng quy mô không lớn cách hắn cũng không gần nếu hắn đụng phải hồng thiên bộ, Lăng Hàn chỉ tự nhận mình không may, cùng lắm bỏ chạy là được. Hắn phát động vận tốc gấp 4 lần tốc độ âm thanh, lúc đi tới Tứ Dương Thành cũng mất thời gian gần 2 ngày. Sau khi đi tìm nơi nghỉ ngơi, chờ hắn khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Lăng Hàn sẽ tới bến cảng tìm thuyền ra biển. Không nghĩ tới người ra biển quá nhiều, đò ngang khó cầu, hơn nữa vé thuyền còn quá đắt. Người thích đi hay không, không đi tự nhiên có người khác chen chút lên thuyền. Lăng Hàn tìm một chiếc thuyền lớn sắp ra biển, Khẳng định đi thuyền lớn càng an toàn và thoải mái hơn, vé lên thuyền phải đấu giá, hắn bỏ ra mấy ngàn ngọc tử mới mua được, vé lên thuyền chẳng khác gì ăn cướp trắng trợn. Cũng may Lang Hàn hiện tại không thiếu ngọc tử, hiện tại đi lại khó khăn, lực thống trị của Hoàng thất không bằng lúc trước, cho nên những thành thị xa xôi như nơi đây không dùng Bắc Huyền tệ, bọn họ trực tiếp sử dụng ngọc tử giao dịch. Lang Hàn mang theo rất nhiều pháp khí không gian, bên trong có chứa ngọc tử, có chứa đồ ăn, cái gì cần có đều có, mua vé lên thuyền chỉ là chuyện nhỏ chủ thuyền nói sáng sớm ngày thứ hai xuất phát một đêm qua đi sau khi lăng hàn kết thúc tu luyện liền tới bến cảng hắn chuẩn bị lên thuyền hắn định lên thuyền nhưng bị người ta ngăn cản thật có lỗi chiếc thuyền này bị một vị đại nhân bao hết trả vé thuyền cho ngươi một tên thuyền viên nói ra hắn ném một túi lớn tới lăng hàn cau mày nói ta đã mua vé thuyền các người có nghĩa vụ mang ta ra biển hiện tại đột nhiên đổi ý các ngươi làm lỡ kế hoạch của ta sao Người có thể leo lên phiêu miểu phong trước chắc chắn chiếm được tiên cơ, từ khi tin tức truyền ra tới bây giờ đã qua 4 năm ngày, Lăng Hàn không muốn lãng phí thêm 2-3 ngày. Ha ha, chúng ta không có biện pháp, đây là quyết định của lão đại nhà ta, người nói với ta cũng vô dụng. Thuyền viên nhún vai, dáng vẻ không liên quan tới ta, người đừng làm phiền ta. Thời điểm cầm tiền rất tích cực, bây giờ lại muốn nói ngang. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói, hôm nay, các người nhất định phải cho ta công đạo. Ngươi muốn công đạo gì? Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên, một đoàn người trong khoang thuyền bước ra ngoài, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, hắn chừng 20 tuổi, vẻ mặt đầy ngạo mạn. Phía sau hắn có 7 người, có nam tử trung niên chừng 30, có ông lão tóc bạc hơn 70, lão giả tóc bạc bước đi long hành hổ bộ, có khí thế bức người. Hiển nhiên đám người đều là võ giả, lang hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấu tu vi của đám người này. Hai tầm bí cảnh, năm khai khiếu cảnh, tu vi người trẻ tuổi kia yếu nhất, hắn chỉ có thực lực minh văn cảnh ngang với mình. Hắn là người đi ra từ lồng giam, nếu không một người trẻ tuổi minh văn cảnh làm sao có thể mang theo một đám cao thủ mạnh hơn mình như thế. Chỉ cần phát động công bằng tuyệt đối ngăn cản hai tên tầm bí cảnh, những người khác không đáng kể. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nhìn người trẻ tuổi kia, nói. Chính ngươi không quan tâm quy củ, đoạt chiếc thuyền lớn này. Ha ha, bản thiếu ra có ngọc tử, thích dùng tiền nện thì sao? Người tuổi trẻ kia cười to, trong lời nói mang theo phách lối và kiêu ngạo. Lăng Hàn biết kẻ này bị đè nén trong lồng giam quá lâu, hiện tại thoát khốn xuất thế, bỗng nhiên đưa thân vào thế gian phồn hoa, khẳng định sẽ bị choáng váng đầu óc, kẻ này sẽ biến thành phách lối. Lăng Hàn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngươi đã chọn sai đối tượng." Lăng Hàn lắc đầu, "Vậy ta đành phải mời các ngươi xuống thuyền." Làm càn, một nam tử trung niên nhảy ra ngoài, quát, "Dám nói với thiếu chủ của ta như thế, ngươi chán sống hay sao?" đánh gãy hai đùi của bọn chúng, lại rút lưỡi ra, không cần giết người. Người tuổi trẻ kia nói, thiếu gia nhân từ, những người khác lại tán thưởng, người trẻ tuổi cảm thấy lâng lâng giống như mình là quá nhân từ. Xeo, nam tử trung niên giết tới, hắn tấn công lăng hàn. Hắn là cao thủ khai khiếu cảnh, đại khái đã mở hơn 20 khiếu huyệt, lúc hắn đấm ra một quyền, chẳng những lực quyền cuồn cuộn, lực lượng trong khiếu huyệt cũng bạo phát giống như ám khí, mặc dù uy lực không bằng quyền cước và binh khí tấn công nhưng thắng ở khó lòng phòng bị lang hàn phát động nhãn thuật mỗi một kích của đối phương đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng hắn lao lên phía trước và tiến hành cường công ầm 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 lang hàn dùng vài chiêu liền đánh nam tử trung niên rơi xuống thuyền hắn bay vào trong biển rộng ừm đám người kia vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới thực lực lang hàn lại mạnh như vậy trương toàn triệu tuyên bốn người các ngươi cùng tiến lên lão già tóc bạc lên tiếng bốn tên khai khiếu cảnh cùng xông lên bao vây Lăng Hàn. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên hắn không đặt bốn người vào mắt. Trang bước, người trẻ tuổi nói chuyện khó chịu, đây là đặc quyền của hắn, hắn có cảm giác bị cướp danh tiếng. Người trẻ tuổi, người phải trả giá vì sự cuồng ngạo của mình. Bốn tên khai khiếu cảnh cùng tấn công, bọn họ không có chút phong phạm cao thủ nào, bọn họ liên thủ cũng là bình thường. Bởi vì ở trong lồng gian, khai khiếu cảnh không được gọi là cao thủ, cho nên cũng không dưỡng thành khí độ cao thủ. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấu công kích của bốn người và đánh trả. Chương 3974, sương mù, âm âm âm, Lăng Hàn như hổ vào bầy dê, hắn chỉ đánh vài chiêu, hắn đánh bại bốn tên khai khiếu cảnh như gió thu quét lá vàng. Cái gì? Hai tên cường giả tầm bí cảnh biến sắc, chiến lực của Lăng Hàn còn chưa bước vào cấp độ tầm bí cảnh nhưng đã nghiền ép khai khiếu cảnh, dễ dàng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này tuyệt đối là thiên tài võ đạo, nghiền ép cùng dai như ăn cơm uống nước. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lăng Hàn có tu vi khai khiếu cảnh, bằng không bọn họ không dám tin tưởng có kẻ vượt qua một đại cảnh giới còn có thể nghiền ép bọn họ. Người trẻ tuổi, sư phụ ngươi là người nào? Một lão giả tóc bạc hỏi Lăng Hàn, hắn kiêng kỵ lai lịch của Lăng Hàn, có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy là lão quái chân ngã hay hóa linh chân quân. Cho nên, hắn không thể không đối đãi cẩn thận, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sư phụ ta là đại tử tại thiên sư, chấp trưởng càn khôn trên 9 tầng trời cảm giác trang bức thật tốt hai lão giả nhìn nhau hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này tiểu tử người đang đùa giỡn chúng ta sao một lão giả khác quát lớn hắn có mái tóc đen nhưng nếp nhăn quá nhiều lăng hàn phủi tay thông minh hư người đùa nghịch tiểu thông minh trước mặt chúng ta người tự tìm đường chết lão giả tóc bạc giận dữ hắn lao thẳng về phía lăng hàn vươn tay tấn công hắn vẫn có chút cố kỵ bởi vậy hắn muốn bắt chứ không phải giết lăng hàn Lăng Hàn phát động công bằng tuyệt đối, khí tức của lão giả tóc bạc giảm mạnh. Hắn không phải cường giả tiên đồ, cũng không dung hợp con mắt thái cổ hung thú, càng không phải hậu nhân của Hóa Linh chân quân, cũng không được ban thưởng bảo vật chống cự công bằng tuyệt đối áp chế. Lăng Hàn xông lên, hắn xuất ra một quyền, ầm, lão giả tóc bạc bị đánh hôn mê bất tỉnh. Không có khả năng, lão giả còn lại hét lớn, Lăng Hàn rõ ràng chỉ biểu hiện chiến lực khai khiếu cảnh, vì cái gì biểu hiện của đồng bạn lại kém như vậy, hoàn toàn không ngăn được một kích Lăng Hàn lao thẳng về phía lão giả, hắn lại đánh ra một quyền. Lão giả tóc đen vội vàng phòng ngự nhưng cảnh giới bị công bằng tuyệt đối giảm xuống hai cấp bậc, hắn có biện pháp đối kháng Lang Hàn hay sao? Âm, hắn cũng bị một quyền đánh ngất xỉu. Lang Hàn vỗ tay và nhìn sang người trẻ tuổi, hiện tại như thế nào? Người trẻ tuổi hoảng sợ, hắn cậy vào tùy tùng của mình, nhưng bây giờ tùy tùng đều bị đánh bại, nội tâm hắn cảm thấy bối rối. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn sợ tới mức nói chuyện cả lăm phụ thân ta là Trương Tử Vận, là đại năng chân ngã cảnh. Lăng Hàn cười ha ha, không có gì, chỉ muốn đánh ngươi một trận, ta muốn ngươi nhớ rõ nơi này không phải lồng giam, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Người trẻ tuổi lui lại mấy bước, nói, ngươi thật to gan, lại dám. Lăng Hàn vung tay đấm đá người trẻ tuổi, có gì không dám, ta chính là Hồng Thiên Bộ, chẳng lẽ ngươi không biết ta là đệ nhất thiên kiêu ở đế đô sao? Lăng Hàn kéo thù hận giúp Hồng Thiên Bộ, Hồng Thiên Bộ sao, rất lợi hại phải không? Người trẻ tuổi mờ mịt, lỗ mũi của hắn trúng một quyền, hắn thét thảm thiết, máu mũi chảy dài. Bảy người khác đã nghe qua tên tuổi Hồng Thiên Bộ, mọi người nghiêm túc, khó trách người này cường đại như thế, hóa ra hắn là Hồng Thiên Bộ. Lăng Hàn đánh người trẻ tuổi một lúc mới dừng lại, lại bảo chủ thuyền ra khơi. Đám người chủ thuyền bị vũ lực của Lăng Hàn hù dọa, không người nào không sợ hãi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, giữ nguyên kế hoạch ra khơi, không có vấn đề chứ? Không có tuyệt đối không có, những người này vội vàng lắc đầu, có một ít người đã sớm tới nhưng lại bị xua đi, những người này tự nhiên không có khả năng quay lại, người tới muộn lại không biết chuyện xảy ra, sau khi lên thuyền đều tiến vào phòng mình. Đến 11 giờ, thuyền lớn xuất phát, cũng tiến ra biển. Nhìn thuyền lớn đi xa, người trẻ tuổi bị đánh đau lúc trước lại xuất hiện, hắn oán hận nói: "Nhanh liên hệ với Tam sư huynh, bảo hắn nhìn thấy Hồng Thiên Bộ trong phiêu miểu phong thì phải giết hắn." Không Hắn vội vàng lắc đầu, nói, không nên giết chết, phải giữ hắn lại để bản thiếu giết. Vâng, thiếu ra, mấy tên tùy tùng đáp lời, hiện tại có mạng tinh đằng, dễ dàng truyền tin tức qua lại. Hắt xì, trên một chiếc thuyền lớn khác, hồng thiên bộ hắt xì một cái, hắn vuốt vuốt mũi, gần đây hắn bị vận rủi quấn thân, nếu không, với tu vi tầm bí cảnh của hắn làm sao có khả năng nhảy mũi. Hiển nhiên, vận rủi làm hắn hắt xì cũng không đơn giản như vậy. Sau khi thuyền lớn ra biển, cánh bường mở ra, con thuyền theo gió lướt đi thật nhanh. Gần đây tất cả mọi người đều đi phiêu miểu phong, chiếc thuyền này đã đi ba chuyến nên có thể nói xe nhẹ đường quen, bởi vậy, chủ thuyền vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần không tới một ngày là đến nơi, cũng an toàn tuyệt đối. Sau khi tiến vào biển sâu, mặc dù có sóng gió nhưng gió không tính là nhanh, sóng không quá lớn, con thuyền hơi chấn động, việc này cũng làm không ít người say sóng buồn nôn. Việc này không quan hệ tới thực lực, có một ít người trời sinh bị say sóng. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng, hơn nữa, cho dù hắn bị sai sóng, chỉ cần hắn tiến vào dưỡng nguyên hồ lô sẽ tránh được cảm giác này. Qua mấy tiếng sau, một đám mây đen bay tới che khuất mặt trời, thiên địa biến thành tối tăm. Thế nào, đám người chạy tới bong thuyền, hiện tại còn rất lâu mới đến tối, nhưng đột nhiên tối tăm như vậy, nhiều người cảm thấy không thoải mái. An tâm, an tâm, có thuyền viên an ủi, mây trên trời, gió trên biển, tâm thiếu nữ, đây là những thứ biến ảo không ngừng, cũng rất bình thường gia hỏa này nói chuyện còn mang theo ý thơ tất cả mọi người bật cười người ta nói rất bình thường bọn họ cũng không cần khẩn trương lăng hàn mở nhãn thuật quan sát hắn cau mày nói trên biển xuất hiện một đám sương mù chuyện này rất bình thường sao sương mù gì tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy cái gì phía trước quá tối tăm tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn gì đó lão tử cảnh cáo ngươi không nên nói bậy bạ cẩn thận ta đánh ngươi đám người quát tháo cho rằng Lăng Hàn cố ý nói cản để gây sự chú ý. Tên thủy thủ đã nhìn thấy Lăng Hàn phát huy, hắn kinh hãi và thét lớn. Lão đại, phía trước xuất hiện sương mù, lúc này chủ thuyền lập tức bẻ lái, nhanh chóng quay đầu thuyền trở về. Bởi vì quay thuyền quá gấp làm nhiều người ngã nhào, vội vàng bắt lấy đồ vật bên cạnh mới tránh rơi xuống biển. Lăng Hàn sử dụng thiên cân trụy, thân thể khóa chặt lên bong thuyền, hắn nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy đám sương mù đang bay tới rất nhanh. Hắn lắc đầu, đừng nói thuyền lớn còn đang chuyển hướng, cho dù đã điều chỉnh xong phương hướng, đi thuyền tốc độ cao nhất cũng không có khả năng nhanh bằng sương mù. Qua trong giây lát, sương mù vô tận quét qua, chương 3975, truyền thuyết trên biển. Oanh, khi sương mù bao phủ còn mang theo sóng lớn ập tới, sóng biển nặng nề nện vào thân thuyền, không ít người bay lên cao, có một ít người rơi vào trong biển. Âm âm âm, từng cột nước bắn lên tung tóe. cũng may, sau khi sóng lớn qua đi cũng không có đợt sóng khác ập đến, thân thuyền lắc lư mấy lần liền khôi phục ổn định đám người vội vàng ném dây thừng cứu người sương mù quá lớn cho nên đưa tay không thấy bàn tay nếu như có người bị sóng đánh cho xa đừng nói dây thừng cho dù là thuyền lớn cũng không nhìn thấy tất cả mọi người kêu to muốn dùng giọng nói hướng dẫn người rơi xuống biển lang hàn cầm lấy một sợi dây thừng hắn đi tới mạn thuyền và phát động nhãn thuật hắn nhìn thấy một người liền nhảy xuống biển hắn kéo người này và ném lên bong thuyền hắn dùng một tay cầm dây thừng Mũi chân đạp vào thân thuyền và lao về phía người thứ hai, hắn cũng ném đối phương lên bong thuyền. Ba người, bốn người, năm người, có người luống cuống bị hắn ném đi dễ dàng, có người tính phòng vệ cực mạnh, thời điểm hắn nghĩ cách cứu viện còn phát động công kích. Cũng may, những người ngã xuống biển đều có thực lực yếu, bọn họ có thể gây tổn thương Lăng Hàn hay sao? Chỉ vài phút sau, Lăng Hàn đã bơi quanh thuyền lớn một vòng, hắn cứu lên ít nhất 20 người. Tính ra có hơn một nửa người trên thuyền rơi xuống biển lúc hắn quay về bong thuyền lúc này có nhiều người chạy tới cảm tạ nhưng cũng có một ít người khinh thường dường như tự kiềm chế thân phận cho rằng cứu những cặn bã này là hạ giá bản thân mình cổ quái chính là nhìn ra bên ngoài thuyền tầm nhìn không cao hơn một thước bên trong bong thuyền lại rất sáng dường như những sương mù này không xâm lấn con thuyền xong xong có thuyền viên đặt mông ngồi xuống bong hai mắt vô thần dường như hắn rất tuyệt vọng ngay sau đó có thuyền viên đi qua hắn nói nhỏ làm đối phương yên tĩnh lại uy 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 các ngươi đang nói cái gì thế có hành khách không cao hứng nói sương mù có gì đó cổ quái hay sao không có việc gì không có việc gì mấy thuyền viên đều cười nói nhưng nụ cười quá giả rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra việc này càng làm nhiều người cả kinh cũng nhận ra có điều không thích hợp lúc mọi người liên tục tra hỏi chủ thuyền bị ép đi ra giải thích với mọi người lúc trước cũng gặp sương mù và bị vây thật lâu có một ít thuyền viên và hành khách biến mất bí ẩn đến bây giờ vẫn không tìm được Mất tích Bí ẩn, ha ha, chẳng lẽ bị hải quái ăn hay sao? Lúc này có người cười nói, nói tóm lại, mọi người nên cẩn thận, tốt nhất là ở chung một chỗ, không nên phân tán. Chủ thuyền nói rất nghiêm túc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, có người muốn phản bác cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù võ giả đều là người tự tin, không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, nhưng sương mù lần này quá mức quỷ dị, bọn họ không thể không cẩn thận. Mọi người không cần cẩn thận quá mức, bình thường sương mù sẽ duy trì tới sáng mai mặc dù sẽ chậm trễ thời gian của chúng ta nhưng không nên phân tán. Chủ thuyền nói, cho nên, người định dừng thuyền ở nơi này nửa ngày. Có người không vui, lập tức kêu lớn. Rất nhiều người tán thành lời này, bọn họ cùng phản đối. Dưới áp lực cường đại, chủ thuyền đành phải tiếp tục dương buồm xuất phát, nhưng không biết có phải sương mù quá lớn hay không, bọn họ đi thuyền nửa giờ nhưng lại không có dấu hiệu thoát khỏi sương mù. Lăng Hàn nhìn rất rõ ràng, kỳ thật con thuyền chỉ đi vòng quanh mà thôi. Cũng không phải chủ thuyền cố ý, mà là vì mạch nước ngầm cải biến hướng đi của con thuyền một cách từ từ, do đó bọn họ chỉ đi vòng quanh. Với tốc độ của Lăng Hàn hiện tại, cho dù không dùng toàn lực đi đường cũng có thể dẫm sóng như đi trên đất bằng, hắn lại không biết phiêu miểu phong ở nơi nào, hơn nữa cho dù biết phương hướng cũng có thể vì một sai sót nhỏ dẫn tới lầm đường. Dù sao nơi này là biển cả mênh mông, một hòn đảo, một ngọn núi là quá nhỏ. Bởi vậy, tự mình đi sẽ tốn rất nhiều thời gian, Lăng Hàn nguyện ý chờ ở đây hơn nửa ngày hắn ôm suy nghĩ giống nhiều người, dù sao chỉ cần bước vào hoán huyết cảnh là có tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, đủ để đạt sóng mà đi. Đám người dần dần tỉnh táo lại, tạm thời không thể rời khỏi nơi quỷ quái này, vậy thì chờ đợi rồi tính tiếp, dù sao cũng chỉ chờ nửa ngày mà thôi. Bị sương mù bao phủ, nói rõ hiện tại chưa phải ban đêm nhưng chung quanh đã lờ mờ, chủ thuyền bảo người đốt bó đuốc, khi người ta ở trong hoàn cảnh hắc ám sẽ dễ sinh ra tâm tính tiêu cực. Có người chưa từ bỏ ý định, Bọn họ cầm bó đút ném vào trong sương mù, kết quả mới vừa ném ra đã không thấy gì. Đúng rồi, đột nhiên chủ thuyền nhớ tới cái gì đó. Vào lúc ban đêm sẽ có tiếng hát thần bí vang lên, nhất định phải bị tai lại, nghe nói rất nhiều người nghe tiếng hát mới mất tích. Trên biển có thật nhiều nghe đồn, ví dụ như vòng xoáy to lớn thôn vệ thuyền lớn, cũng có huyền quy lớn hơn cả thành thị. Lật cả người sẽ tạo ra sóng lớn đập bay thuyền lớn, cũng có tiếng hát thần bí mê hoặc lòng người. Tất cả mọi người giật mình chẳng lẽ bọn họ sắp gặp phải chuyện quỷ gì? Ai đi ca hát trên biển, cho nên, mọi người nên bịt tai lại. Chủ thuyền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, hiện tại còn 2 giờ nữa mới đến trời tối, hiện tại tranh thủ ăn cơm, sau khi ăn xong mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta sẽ ở cạnh nhau. Tất cả mọi người không nói gì, bầu không khí trên thuyền nặng nề, tâm thần mọi người không yên. Rất nhanh, tất cả mọi người sớm ăn cơm tối, sau đó chờ đợi bóng tối giáng lâm, mặc dù bọn họ ở trong sương mù không nhìn thấy gì chỉ có thể thông qua thời gian trôi qua tiến hành phán đoán thời điểm bóng đêm hàng lâm tất cả mọi người khẩn trương rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì thời gian lặng lẽ trôi trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh có thể nghe được tiếng thở và tiếng tim đập của mọi người võ giả huyết khí vượng cơ năng vô cùng khủng bố nhịp tim mạnh mẽ như sắt thép bình thường mọi người nói chuyện làm việc cũng không cảm thấy cái gì nhưng bây giờ quá an tĩnh nghe tiếng tim đập vô cùng rõ ràng oanh oanh Oanh, trái tim mọi người đập nhanh hơn, cho dù đút bông vào lỗ tai cũng không dùng được, hơn nữa còn bị phóng đại lên rất nhiều lần. A, à, có người kêu thảm thiết, ai, hung thủ ở đâu, cút ra đây, lúc này có rất nhiều người rút binh khí, bọn họ quát lớn. Mọi người vốn thần hồn nát thần tính, một tiếng hét thảm đã làm tâm tình mọi người khẩn trương tới cực điểm. A, à, có người yếu ớt nói, ta không có bị ai công kích, ta chỉ quá khẩn trương, bị một cơn gió thổi qua cho nên mới kêu thành tiếng. Ngóa, tất cả mọi người im lặng, lá gan của ngươi quá nhỏ rồi. Những người kia thu hồi binh khí, gương mặt cũng ngượng ngùng. Đám người ngồi xuống lần nữa, trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi, các ngươi có nghe thấy tiếng hát hay không? Một lát sau, đột nhiên có người run rẩy lên tiếng. Chương 3976, nhân ngư, ngươi nghi thần nghi quỷ, cho nên nghe tiếng gió thành tiếng hát. Người bên cạnh nói, không phải, ta thực sự nghe có người đang hát, người kia kiên trì đáp không tin người rút bông ra thử xem một người khác lắc đầu như chống bỏi ta không nghe thấy ta ta cũng nghe thấy lại có người nói giọng nói của hắn run rẩy giống như đang kinh hãi ta cũng nghe thấy có người thứ ba nói ta càng nhiều người biểu thị nghe thấy tiếng hát hơn nữa phần lớn người đều đút bông vào lỗ tai nhưng không dùng được quỷ gì vì cái gì có ít người nghe thấy tiếng hát có ít người không nghe thấy gì quỷ tất cả mọi người chấn kinh việc này thần bí không giải thích được chỉ có thể quy kết cho thần Phật quỷ quái. Lăng Hàn cao mày, bởi vì hắn không có nghe tiếng hát. Hắn không nghe thấy có tiếng hát gì đó, bởi vì giống như động vật có thể nghe được âm thanh siêu cao hoặc siêu thấp, thậm chí cùng là nhân tộc, lúc nhỏ và sau khi thành niên, cảm giác âm tần cũng có khác biệt. Có một ít âm thanh tần suất đặc thù, cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể nghe thấy. Có lẽ nơi này có một ít người có thể nghe tần suất đặc thù, cho nên mới nghe được tiếng hát kia. Uy uy uy, người làm sao thế? Đột nhiên có người đứng dậy, mặt không chút biểu tình, ánh mắt mờ mịt đi về hướng mạn thuyền, người khác cản cũng không cản được, dường như hắn biến thành cái xác không hồn. Đây là việc gì, càng nhiều người đứng lên, có chừng 10 người như vậy, bọn họ cùng đi về hướng mạn thuyền. Những người này, đều là những người nói mình nghe được tiếng hát, có người run rẩy nói, đám người nhớ lại, quả nhiên là thế, việc này quá quỷ dị, nghe được tiếng hát người khác không nghe thấy, sau đó biến thành cái xác không hồn, bị lực lượng vô hình dẫn dắt chẳng lẽ bọn họ sắp nhảy xuống biển sao bởi vì quá mức quỷ dị cũng có thể việc không liên quan đến mình dù sao chỉ cần không nghe thấy tiếng hát sáng sớm ngày thứ hai sẽ khôi phục bình thường cho nên không có bao nhiêu người ngăn cản oanh 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 những người này nhao nhao nhảy xuống biển lang hàn nghĩ nghĩ hắn nhảy lên bay thẳng ra khỏi thuyền lớn dù sao thuyền không thể rời đi chỉ cần hắn trở về trước bình minh là được hắn là người có lòng hiếu kỳ quá nặng không tìm hiểu rõ ràng sẽ cảm thấy buồn bực Oanh, hắn rơi vào trong biển, phát động nhãn thuật, hắn nhìn rõ những người rơi xuống biển, bọn họ ra sức vung tay chân bơi về một hướng. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, lực lượng của hắn rất lớn, chỉ cần một cái vẫy tay là có thể bơi thật xa, hắn nhanh chóng đuổi kịp người phía trước, sau đó hắn giữ nguyên tiết tấu như vậy. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì những người này bơi ra khỏi sương mù, phía trước xuất hiện một khối đá ngầm rất lớn, trên đá ngầm có rất nhiều người đánh dấu ngoặc kép là bởi vì những người này không có chân mà là cái đuôi mỹ nhân ngư hắn nhìn rõ ràng những kẻ này đều là nữ tính có mái tóc vàng óng thật dài tướng mạo khác nhau có đẹp cũng có xấu nhưng có một đặc điểm giống nhau đó chính là đôi mắt xanh biếc và làn da trắng nõn những nhân ngư này mở rộng miệng giống như đang ca hát nhưng quỷ dị là không phát ra âm thanh nào những người rơi xuống biển có mục tiêu là tảng đá ngầm này bọn họ bơi tới và bò lên cả đám người khoanh tay đứng thẳng thành hàng, ánh mắt ngây ngốc. Lạnh quá, Lăng Hàn cũng đi lên đảo, hắn cảm thấy nhiệt độ nơi này rất thấp. Lần này vận khí không tệ, lại có 17 người có tần suất sống tộc ta. Một nhân ngư nói, nhanh chóng mang về, sau khi hoàn thành giao phối lại ăn, huyết nhục những tu luyện này phi thường bổ. Hi hi, người xem hai kẻ này rất anh Tuấn, thật không muốn giết nhanh như vậy. Ít phát hoa si, bọn họ không phải chủng tộc chúng ta. Những nhân ngư này nói chuyện giống như đang giải thích cho Lăng Hàn nghe. Quả nhiên, những nhân ngư này đang ca hát, các nàng phát ra tiếng hát chỉ có người đặc biệt mới nghe được, hơn nữa sẽ bị dẫn dụ, mất đi ý thức bản thân và bơi tới nơi này như cái xác không hồn. Ân, hắn nhìn thấy đám người này như mất hồn, bọn họ không phải nghe thấy âm thanh, mà là bị thần thức ảnh hưởng, tiếng hát nhắm vào người có thần thức yếu, tùy tiện có thể mê hoặc bọn họ, cho nên có đút bông vào tai cũng vô dụng. Xem ra, sương mù cũng là các nàng làm ra mục đích là vây khốn mọi người ở nơi này, sau đó ban đêm dùng tiếng hát hấp dẫn người có tinh thần lực yếu nhảy xuống biển, mang về làm công cụ sinh dục và khẩu phần lương thực. Về phần tại sao hành động vào ban đêm, có lẽ ban đêm là lúc tiếng hát của các nàng sẽ mạnh nhất. Đến lúc này, tất cả điểm đáng ngờ đã rõ ràng, Lang Hàn không có hứng thú ngụy trang, hắn nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu này không sai. Cái gì, những nhân ngư kia kinh hãi, tại sao còn có người nói chuyện? Nguy rồi, hắn không bị ảnh hưởng, là hắn theo những người khác tới đây. Có nhân ngư kịp phản ứng, hư, luôn có kẻ muốn chết, những nhân ngư khác lên tiếng, lang hàn đứng chắp tay, chỉ sợ các người phải thất vọng, sẽ không, một nhân ngư giết tới, cái đuôi của nàng bộc phát tốc độ kinh người, thân thể dài hơn trượng lăng không bay lên, sau đó dùng thế lao xuống tấn công lang hàn, phương pháp tấn công giống như cá lớn săn mồi. Nàng hé miệng thật to, miệng nhân loại có thể mở rộng bao nhiêu các nàng vừa há miệng thì không thể nhìn thấy gương mặt chỉ còn lại cái miệng cực lớn lăng hàn cười nhạt hắn đấm một quyền phanh đầu nhân ngư kia bị đánh bay sau đó bị đánh tan nát lăng hàn cảm thấy những hải tộc này quá tàn nhẫn nếu như chỉ mượn giống vậy hắn cũng lười quản nhiều dù sao việc này quan hệ tới vấn đề sinh tồn của chủng tộc sau khi xong việc còn muốn ăn người chuyện này rất quá mức nếu các ngươi tàn nhẫn như thế cũng không nên trách ta vô tình đầu nhân ngư chết đi liền khơi dậy lửa giận trong lòng nhân ngư khác tất cả nhân ngư tập trung vào lăng hàn người này rất cường đại không nên liều mạng với hắn có một nhân ngư lên tiếng dường như nàng là chỉ huy nàng mở miệng gào thét sau đó hóa thành cơn gió tấn công lăng hàn hiu 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 gió lốc hóa thành vô số phong nhận bao phủ lăng hàn lăng hàn vận dụng niệm lực tạo thành bức tường năng lượng trước người do năng lượng tầng thứ cao tạo thành ầm 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 phong nhận đánh tới và vỡ nát chúng lại biến thành gió lần nữa cùng tiến lên những nhân ngư khác gào lên cùng nhau gào thét lúc này có vô số đạo phong nhận bao phủ lang hàn từ các mọi hướng lang hàn đứng chắp tay những nhân ngư này mạnh nhất chỉ đạt tới khai khiếu cảnh hắn sẽ đặt trong lòng sao mở năng lượng thuẫn hắn nhàn nhã thong dong giống như đang tản bộ trong hoa viên ầm uhm, hắn tùy ý xuất ra một quyền lực lượng một quyền này đánh nát đầu nhân ngư nhân ngư cùng mở miệng thét dài gương mặt các nàng vô cùng dữ tợn nhưng không phát ra âm thanh nào Lăng Hàn lại cảm thấy đầu óc tê dần giống như có vô số thanh đao đang khoét sọ của mình. Tinh thần sung kích, chương 3977, lên đảo. Những nhân ngư này có thể dùng tiếng hát dụ người, hiển nhiên tinh thần lực không yếu. Đáng tiếc, so với Lăng Hàn, các nàng không khác gì tiểu vu gặp đại vu. Không nói Lăng Hàn sớm khai phát tinh thần lực, hắn vẫn chú trọng tăng nhiệm lực, phải biết hắn còn có dưỡng nguyên hồ lô, có thể sinh ra năng lượng kỳ dị tẩm bổ thần hồn, tăng cường nhiệm lực. Đột nhiên bị tấn công, lăng hàn cảm thấy thức hải hơi đau đớn hắn bị thương sao ha ha hắn vận dụng niệm lực hóa thành một tấm thuẫn vô hình mắt thường không thấy được tinh thần sung kích tấn công hắn đều vỡ nát cũng không tổn thương lên người hắn không tốt niệm lực của nhân tộc này cực mạnh dùng hải thần hào giác đối phó hắn một nhân ngư cầm lấy một con ốc biển màu xanh và thổi vào bên trong ngay sau đó có sương mù cuồn cuộn bao phủ khối đá ngầm dưới chân nơi vốn không có sương mù hiện tại sương mù tản ra đưa tay không thấy năm ngón thậm chí còn dày đặc hơn cả hải vực chung quanh. Lăng Hàn không sợ, hắn mở nhãn thuật ra, mặc dù không thể so sánh với nhị hoa nhưng hắn có thể nhìn thấy mờ ảo, nguồn ứng phó việc này là dư xài. Xeo, một thanh trường kiếm chém về phía hắn, Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản, âm, trường kiếm bay ngược về phía sau, ngư nhân lại bị đánh hóa thành huyết vụ. Cái gì, sương mù chẳng những mê hoặc ánh mắt, nó còn có hiệu quả mê hoặc tinh thần thật lớn, vì sao lại vô hiệu với hắn? đúng là quái vật các nhân ngư kinh hô thành tiếng các nàng chưa từng gặp đối thủ nào như lăng hàn các thủ đoạn của các nàng vô hiệu với hắn liên thủ thúc giục hải thần hào giác mấy đầu nhân ngư tụ tập cùng nhau và thổi con ốc biển oanh một cơn gió lốc đáng sợ hình thành nó quét qua người lăng hàn tốc độ di động không nhanh nhưng tự thân xoay tròn cực nhanh đủ sức xoắn nát kim thiết khi bị cuốn vào trong lăng hàn đá một cước ầm gió lốc lập bị hắn đá tan các nhân ngư sợ hãi không nói thành lời nhân tộc trước mặt mạnh tới mức đáng sợ đi mau bỏ đi hải thần hào giác phỏng chế không thể làm gì được hắn mời cường giả trong tộc trấn áp hắn phù 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 các nhân ngư cùng lao vào biển cả và trốn đi lăng hàn không đuổi theo trong biển không phải sân nhà của hắn lại còn phải nín thở hắn không thể kiên trì trong thời gian quá dài nếu tiến vào trong biển sâu thể phách của hắn không thể chịu đựng nổi áp lực nước kinh khủng hắn sẽ bị đè chết nhân ngư vừa đi có thể nói Hải thần Hào giác chế tạo sương mù không còn, sương mù nơi đây biến mất, những người bị mê hoặc cũng khôi phục tinh thần. Tại sao ta ở nơi này, ta không phải đang ở trên thuyền hay sao? Dường như ta nghe thấy tiếng hát vô cùng dễ nghe, vì sao đột nhiên biến mất? Những người này cảm thấy mờ mịt, bọn họ đã mất đi ký ức khi bị mê hoặc. Cách đó không xa, thuyền lớn dần dần xuất hiện, chúng ta ở đây, người trên đá ngầm giơ tay và hô lớn. Lúc này bọn họ mới nhớ tới truyền thuyết Ban đêm nghe được tiếng hát sẽ có người mất tích, không có ai trở về, bọn họ nghĩ mà sợ, không hề ý thức xuất hiện trên đá ngầm, bọn họ suýt mất tích. Người trên thuyền cũng nhìn thấy bọn họ, qua cờ xí ra hiệu. Nơi này có đá ngầm, thuyền lớn không dám tới gần, bởi vậy người trên đá ngầm thi triển thân pháp chạy về. Chỉ ít đám người đều có tu vi hoán huyết cảnh, chạy trên mặt biển chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần không có sóng to thì không ai rơi xuống biển. Sau khi tới gần thuyền, đám người tung người nhảy lên bong. Một lúc sau tất cả mọi người đều lên thuyền, người trên thuyền vội vàng hỏi nguyên nhân, những người kia không thể trả lời, chỉ biết sau khi bọn họ tỉnh lại liền ở trên đá ngầm. Quỷ gì, tất cả mọi người gật đầu, nghĩ đến một truyền thuyết, cũng chỉ có thể cho rằng là đại dương bao la quá hung hiểm. Nếu sương mù đã tan, có thể đi được chưa? Có người đề nghị, chủ thuyền gật đầu, mặc dù không thiếu đi người nào, sương mù cũng tan hết nhưng nội tâm hắn vẫn bất an, cũng nghĩ mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, vội vàng bảo thuyền viên dương buồm và khua mái trèo. Nhìn khối đá ngầm kia đi, có người chỉ vào khối đá ngầm không lớn kia. Đám người nhao nhao nhìn sang, một màn quỷ dị xuất hiện, khối đá ngầm kia hòa tan và biến mất. Đó là băng, Lăng Hàn cũng kinh ngạc, khó trách thời điểm tới gần đá ngầm lại lạnh như thế. "Mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này." Đám người vội vàng thúc giục, thuyền lớn dương buồm đi xa, nhanh chóng rời khỏi hải vực đáng sợ kia. Sau khi đi thật xa, rốt cục mọi người thở ra một hơi, những việc vừa rồi quá quỷ dị. Một đêm trôi qua, mặt trời ngày mới ló dạng, tất cả mọi người nắm chắc thời gian tu luyện. Theo dự kiến ban đầu, vào lúc giữa trưa sẽ đến phiêu miểu phong, nhưng bởi vì hôm qua chậm trễ thời gian thật lâu, bởi vậy thẳng tới lúc trạng vạng tối, rốt cuộc phía trước xuất hiện một ngọn núi. Phiêu miểu phong, tất cả mọi người hưng phấn, dường như đã có thể cầm thần thạch trong tay và sung kích tiên đồ. Nhìn thấy thần sơn là một chuyện, nhưng đạt được thần thạch hay không lại là một chuyện, thuyền lớn đi thêm một canh giờ mới tới gần thần sơn. Thuyền không cập bờ, gần bờ có nhiều đá ngầm, nếu tới gần sẽ mắc cạn. Cũng may đây chỉ là chuyện nhỏ, đám người nhảy ra khỏi thuyền và đạp nước rời đi. Trên thực tế, cường giả như Lăng Hàn khi trở về không cần dùng thuyền, hoàn toàn có thể bằng hai chân vượt biển, chỉ cần không gặp sóng lớn sẽ không dễ dàng bị nước cuốn đi, nếu rơi vào trong biển sẽ vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn động thân, hắn không cần dùng toàn lực ứng phó, hắn dùng tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh đi lên đảo. Nó thật sự là hòn đảo, hơn nữa còn là đảo lớn, khu vực trung tâm đảo mới là phiêu miểu phong, không biết núi cao bao nhiêu, dù sao ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh. Nhìn về phía sau, trên mặt biển có gợn sóng lấp loáng, trời chiều chiếu xuống giống như ngàn vạn kim xà nhảy múa, hùng vĩ, tráng lệ. Hắn đi trên bờ cát, hạt cát tuyết trắng giống như sữa bò trải thành, cảm xúc vô cùng mềm mại, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đạp vào lỗ thủng, cảm thấy dưới đáy trống rỗng, cả người cũng rơi xuống dưới. Phanh, hạt cát trắng bay lên, dưới đáy là một cái miệng đỏ rực như máu, từng chiếc răng như thanh kiếm, chiều dài khoảng hai thước, hơn nữa còn rất dày. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển niệm lực bao phủ chân mình, sau đó hắn đạp vào một cái răng nhọn. Phanh, hắn mượn lực phóng lên tận trời, sau đó lui về phía sau. Hắn đáp xuống bờ cát, quái vật mai phục dưới cát cũng lộ diện, nó là một con thần lằn cực lớn, toàn thân màu trắng, đây là một trong những nguyên nhân nó trốn vào trong cát phục kích. Nó là một con quái vật khổng lồ, hình thể dài chừng 10 trượng, lúc mở miệng sẽ có nước bọt chảy ra, Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, ánh mắt rất hung tàn. Chương 3978, phục kích, vừa mới đến Phiêu Miểu Phong đã có Hạ Mã Huy. Than lăn người rất âm hiểm." Lăng Hàn cười nói, hắn đá một cước, sử dụng năng lượng bó chân nhưng vẫn bị răng nanh sắc bén đâm rách, cũng phá hư giày của hắn. Cũng may, chân hắn không bị thương. Than lăn không mở miệng, trong mắt chỉ có giết chóc. "Ừm, Lăng Hàn vốn cho rằng nó là yêu tộc, cũng giữ lại nguyên hình, nhưng hiện tại xem ra nó không khác gì giã thú nguyên thủy, cường đại thì cường đại nhưng tràn ngập giã tính, cũng không sinh ra trí tuệ. Không biết thịt thần lằn có ăn ngon hay không, hắn lầm bẩm một câu, chiến ý dần dần bộc phát. Con thần lằn rất cẩn thận, từ việc nó phục kích mà không phải công kích chính diện thì có thể thấy được, bởi vì nó cho rằng lăng hàn rất mạnh, đương nhiên sẽ không phát động tấn công trước, nó bắt đầu quan sát tìm kiếm nhược điểm trên người lăng hàn. Lăng hàn cười ha ha, nói, nếu ngươi không đến, vậy ta đến. Hắn thét lên một tiếng, Lúc này lao thẳng vào con thần lằn. Phanh, 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 hắn cách không đánh ra mấy kinh lực đáng sợ còn kèm theo năng lượng cao, tăng lực phá hoại lên trên diện rộng, đáng kinh ngạc là mặc dù quyền kình có thể xé rách phòng ngự của thần lằn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ đánh rơi vài lân phiến mà thôi. Lực phòng ngự rất mạnh, Lang Hàn nhìn sang, nơi này không chỉ có một con thần lằn, mà là trải rộng khắp bãi cát, rất nhiều người bị phục kích, những kẻ không có năng lực phản kháng đều bị nuốt, có người may mắn thoát khỏi một kiếp nhưng không ít người trọng thương thiếu cánh tay hay cột chân cũng không phải số ít rất nhiều người không phải đối thủ của thần lằn cho dù trốn được một kiếp cũng vô dụng cũng bị săn giết rất nhanh có bộ phận người trốn vào trong biển trực tiếp đuổi theo con thuyền quay về có người không thể chạy thoát sau khi đó bị thần lằn ăn thịt chỉ qua vài phút mấy trăm người trên thuyền đã chết hơn một nửa còn có bảy người vẫn kiên trì nhưng đám thần lằn không xuống biển truy kích chúng vội vàng bao vây dường như muốn tiêu diệt những người lên đảo Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vận dụng pháp kiếm nhị tinh. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, giống như một tia sáng le lói trong đêm tối, phốc, cổ của một con thần lằn bị chém đứt một phần ba, máu tươi tuôn ra như suối. Lăng Hàn không có biện pháp phát huy toàn bộ uy lực của pháp kiếm, nhưng thanh kiếm này cấp bậc gì? Sắc bén cỡ nào, hắn vung kiếm trong tay, xoát xoát xoát, từng đạo kiếm khí bay ra, hắn giống như tử thần thu hoạch tính mạng của thần lằn. Sau khi giết bảy con thần lằn, những con thần lần còn lại chạy trối chết, không còn tranh phong với Lăng Hàn. Lăng Hàn thu kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ qua thời gian ngắn như thế nhưng có ba người gặp độc thủ của thần lần, vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Đa tạ, bốn người còn sống đi tới, bọn họ ôm quyền cảm tạ Lăng Hàn, không có Lăng Hàn ngăn cơn sóng dữ, bọn họ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Việc này làm bọn họ cảm thấy uể oải, chẳng lẽ Minh Văn Cảnh không thể bước ra một bước đầu tiên hay sao? Lăng Hàn khoác tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía phiêu miểu phong, vừa lên đảo đã bị đám thần lằn công kích, tiếp theo sẽ có nguy hiểm thế nào? Hả, nơi xa có một bóng người chạy tới, tốc độ nhanh kinh người, sau lưng còn đầy cho bụi. Hồng thiên bộ, lang hàn không cảm thấy kỳ quái, nếu như là hắn cũng tới nơi này canh chừng, việc này gọi là ôm cây đợi thỏ. Lang hàn, hồng thiên bộ đã đuổi tới, thân thể không dừng lại, hắn trực tiếp vận dụng con mắt hung thú. Đột nhiên trong không gian xuất hiện con mắt to lớn và cực kỳ hung tàn, ánh mắt nhắm vào Lang hàn. Cho dù không phải mục tiêu nhưng bốn người khác cũng bị ảnh hưởng, trên da xuất hiện từng hoa văn màu xám, chỉ trong nháy mắt bốn người đã biến thành tượng đá. Lăng Hàn có cảm giác thân thể cứng đờ, hắn rất giật mình, không ngờ Hồng Thiên Bộ đạt được con mắt hung thú lại có năng lực hóa đá. Đối phương vừa hiện thân đã thi triển đại sát khí, hiển nhiên không cho hắn cơ hội chạy trốn, muốn diệt sát hắn ngay lập tức. Lăng Hàn vận chuyển bí lực, niệm lực bao phủ toàn thân, cũng vận dụng công pháp Hầu Ca truyền lại, Hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm và khôi phục năng lực hành động. Mặc dù hắn bị ảnh hưởng rất lớn nhưng cuối cùng cũng không phải không thể động đậy. Chỉ xích thiên nhai, bước chân di động, hắn xuất hiện tại vị trí cách đó 50 dặm, quả nhiên, hắn vẫn bị ảnh hưởng, bằng không hắn đã có thể vượt qua 300 dặm. Hắn vẫn thoát khỏi khu vực bị ánh mắt hung thú ảnh hưởng, lang hàn khôi phục năng lực hành động của mình, hắn liên tục phát động chỉ xích thiên nhai, chỉ qua vài lần liền xâm nhập hòn đảo. Hồng Thiên bộ sướng sở hắn không ngờ mình đã sử dụng át chủ bài mạnh nhất nhưng lại không thể giết Lăng Hàn. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thúc giục năng lực con mắt thái cổ hung thú không dễ dàng, hắn phải thừa nhận phụ tải rất lớn, trên lý luận, hắn phải bước vào tiên đồ mới có thể kích hoạt, nhưng ai bảo hắn yêu nghiệt chứ? Thạch hóa thuật có một tiêu uy năng của tiên đồ không thể hóa đá Lăng Hàn, sắc mặt hồng thiên bộ càng khó coi, đối thủ quá khó chơi, hắn giải quyết thế nào? Không được, tuyệt đối không cho phép Lăng Hàn bước vào tiên đồ, nếu không nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng hắn. Không thiên bộ ăn đan dược, áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể, hắn nhất định phải bắt lấy Lăng Hàn và xử lý, không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Lăng Hàn ngừng lại, sau khi sử dụng chỉ xích thiên nhai vài lần, hắn cảm giác thân thể sắp nổ tung, đây là bí pháp tiên nhân sử dụng, hắn có thể nắm giữ, sử dụng đã là chuyện rất đáng sợ, còn muốn vận dụng liên tục. Hắn nghỉ ngơi một lúc, áp chế khí huyết đang sôi trào, chờ làn da không còn nóng như trước, hắn lại đứng lên thả đám tiểu hoa nhi và sắc trư ra ngoài. a, à, đây chính là phiêu miểu phong sao. ngô, quả nhiên tràn ngập hương vị trận pháp, có khí tức rất cổ xưa, dường như đã tồn tại vô số năm. đám tiểu hoa nhi giống như ông cụ non, không ngừng lên tiếng bình phẩm. sắc trư không có hứng thú, nó nằm dạp trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng lười biếng. đi, lang hàn dẫn đám tiểu hoa nhi xuất phát. mặc dù hắn dùng chỉ xích thiên nhai một hơi chạy vài trăm dặm nhưng còn cách ngọn núi rất xa, không có cảm giác rút ngắn hòn đảo này lớn như thế sao? Lăng Hàn hoài nghi, đứng quan sát trên thuyền, hòn đảo chỉ lớn vài trăm dặm. Bọn họ tiến về phía phiêu miểu phong, trên đường đi đều là rừng cây rậm rạp, còn có lùm cây, không có cây nào không có gai nhọn sắc bén như lợi kiếm, chạm vào sẽ chảy máu. Cũng may không có độc, bằng không thì thảm rồi. Nhưng đi tới đi tới, Lăng Hàn phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn đã đi hơn ngàn dặm nhưng không thể tới gần ngọn núi cao kia. Trường 3979, chân núi, trận Pháp, Lăng Hàn nói thầm, mấy tiểu hoa nhi đã nói, nơi này có trận pháp, đi tới xa như vậy nhưng không thể đến nơi, việc này đã chứng thực rất nhiều vấn đề. Nhưng biết là một chuyện, phá giải thế nào lại là một chuyện. Lăng Hàn cùng nhị hoa đều mở nhãn thuật quan sát, nhưng hai người không nhìn ra cái gì. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, không hề có biến hóa. Hiển nhiên, không phải nơi này không có trận pháp, mà là cảnh giới hai người quá yếu, không nhìn ra trận pháp thế nào. Lăng Hàn ngừng lại, nếu không nhìn ra thì phải tìm kiếm quy luật của trận pháp. Hắn nhảy lên một gốc cây cao, bắt đầu quan sát tình hình. Hắn là trận sư, hơn nữa là trận sư có thiên phú phi phàm. Đổi góc độ khác, hắn có thể nhìn thấy sự khác biệt. Thế đất nơi này quá khác biệt, chật chật, trong lửa mang nước, trong nước dấu sát, đây là đầu rồng, bên kia là xu thế chảm phượng. Lăng Hàn thì thào, mặc dù hắn chưa có tư cách nghiên cứu trận văn cấp tiên đồ, nhưng từ gia hư không thú hắn tìm được rất nhiều tin tức trận pháp trận pháp đây chính là một cách vận dụng lực lượng thiên địa tiên thiên trận chính là trận pháp do thiên địa tạo thành cũng có hậu thiên trận do người tạo thành trên thực tế hậu thiên trận đều bắt trước theo tiên thiên trận dựa vào dẫn dắt của tiên thiên trận mà tạo thành biến hóa bắt trước khẳng định đơn giản hơn sáng tạo cái mới lăng hàn xem địa thế nơi này giống như đang xem bảo điển trận pháp hắn liên tiếp gật đầu nội tâm giật mình hắn đã nhìn ra một chút manh mối nhưng phá giải thế nào không tìm được cửa vào đây chính là trận pháp cấp tiên đồ, đừng để ý tới nó là tiên thiên hay hậu thiên, bởi vì Lăng Hàn hiện tại không thể phá giải. Mặc dù không phá được nhưng nếu ta tránh những nơi này, có phải ta sẽ tìm được con đường an toàn hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm một câu, hắn đi vòng về phía sau, hắn tìm được một điểm vào và nhảy xuống. Đi, hắn dẫn theo đám tiểu hoa nhi xuất pháp, trên đường quay tới quay lui, quả nhiên, hiệu quả đã khác biệt, hắn đã tới gần Phiêu Miểu Phong nhưng vẫn chưa đi tới chân núi thì bóng tối đã giáng lâm a à, đầu chuyển tinh di lăng hàn kinh ngạc vào lúc này hòn đảo sinh ra biến hóa nhưng trời lệch đất hắn vội vàng ngừng lại nếu đi tiếp hắn sẽ bị lạc bọn họ dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi sau đó hống bảy tiểu hoa nhi ngủ say cũng làm hắn mệt mỏi đổ mồ hôi lạnh sắc chơi nhìn hắn nhếch miệng cười giống như nó đang cười trên nỗi đau của người khác lợn chết có tin sáng mai ta biến người thành thịt lợn nướng hay không lăng hàn uy hiếp người ta nói ăn người miệng ngắn, con lợn chết này ăn của hắn nhiều như vậy nhưng thích châm chọc hắn, chưa thấy qua con lợn nào không biết xấu hổ như thế. Sắc chư hừ hừ, nó không thèm quan tâm tới hắn. Lại dám mang chư ra ra khỏi đám mỹ nữ ở đế đô, chư ra không cắn chết người đã là nể mặt lắm rồi. Một đêm qua đi, mặt trời lên cao như thường lệ, ánh nắng ấm áp bao phủ thiên địa. Lăng Hàn lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại hận mỗi ngày có hai ba lần mặt trời mọc mới tốt, khi đó hắn sẽ có thêm thời gian khuếch trương kinh mạch của mình, mau chóng đạt đến tam văn đỉnh phong, một đường tăng lên khai khiếu cảnh, tầm bí cảnh. Hắn thề, chờ sau khi bước vào tầm bí cảnh, hắn nhất định phải đánh hồng thiên bộ biến thành kẻ ngu. Bảy tiểu hoa nhi và sắc chư không cần tu luyện, chờ lăng hàn tu luyện xong, cũng chuẩn bị điểm tâm thì bọn họ mới lười biếng mở mắt, thật sự đã đến mức há miệng có cơm ăn. Sau khi ăn no, lăng hàn tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh, có một việc kỳ lạ chính là, hoàn cảnh hiện tại lại khôi phục tình huống lúc trạng vạng tối hôm qua. Lăng Hàn vẫn đi như cũ, hắn cách phiêu miểu phong càng ngày càng gần. Hắn đi tới chân núi vào lúc giữa trưa, nơi này có rất nhiều người. Lăng Hàn nhìn chung quanh, không nói người ta tấp nập nhưng thật sự không ít. Hơn nữa, trừ nhân tộc ra, hắn còn nhìn thấy rất nhiều yêu tộc, ví dụ như mọc đầu sói, mọc đuôi rắn và rất nhiều chủng loại chưa gặp bao giờ. Tỷ như mọc hai cái kìm lớn, có lẽ nguyên hình là con cua, còn có người hải tượng, thân thể tròn vo, làn da vừa đen vừa dày, đặc thù chủng tộc rất rõ ràng hải tộc những người này đi tới chân núi tại sao không leo núi lăng hàn không có hành động thiếu suy nghĩ hắn không biết hồng thiên bộ có mai phục ở gần đây hay không hắn biết ra hỏa này cũng tinh thông trận pháp thậm chí còn có con mắt thái cổ hung thú nhãn thuật của hắn giai đoạn hiện tại còn trâu bò hơn lăng hàn không ít hắn leo lên cao quan sát phía trước những người này là đường núi rộng rãi tại sao không có ai đi lên vì cái gì lăng hàn nhanh chóng biết được nguyên nhân ầm ầm hắn nhìn thấy một viên đá to lớn lăn xuống tảng đá mang theo lực trùng kích rất lớn trên quả cầu đá còn mang theo ký tự mơ hồ cũng tỏa ra sát ý đáng sợ cho dù cách xa như thế lang hàn vẫn có cảm giác lạnh giá không muốn bị quả cầu đá này đè lên người những người này đứng dưới chân núi không đi lên hiển nhiên cũng sợ bị tảng đá đè chết không thể leo lên từ nơi khác cho dù thế núi dốc đứng nhưng đối với võ giả lại không có bao nhiêu khó khăn có lẽ không dễ dàng như vậy nếu không người nơi này cũng không phải người ngu tại sao lại không nghĩ ra Hắn quan sát một lúc, chỉ thấy thời gian đá lăn xuất hiện không giống nhau, có khi 3 phút sẽ xuất hiện một viên, có khi lại 10 phút mới có một viên, không có quy luật gì đáng nói. Lăng Hàn quyết định xông lên, nếu đã đi đến nơi này, làm sao có chuyện không thử đã từ bỏ. Hắn dùng áo choàng che đầu mình, lại thu đám tiểu hoa nhi và sắc chư vào dưỡng nguyên hồ lô, sau đó đi về phía trước. Lúc đi vào đám người, Lăng Hàn phát hiện những người này tổ đội với nhau. Cường giả tầm bí cảnh dẫn đội, hiện tại còn thiếu một người, yêu cầu tu vi khai khiếu cảnh hai cường giả tầm bí cảnh tọa trấn cần một người yêu cầu tinh thông trận pháp cảnh giới có thể hạ thấp thích hợp đội ngũ tám khai khiếu cảnh dẫn đội chính là thiên tài nhị tinh cần hai tên đội viên khai khiếu cảnh không ít người đứng ra kêu gọi có rất nhiều người đang quan sát còn có người đang trao đổi cảnh tượng rất náo nhiệt lăng hàn nhìn chung quanh xảy ra chuyện gì bằng hữu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cười hỏi người bên cạnh người mù hả không biết tự nhìn hay sao người kia rất không kiên nhẫn hắn chỉ về phía trước lăng hàn cao mày hắn cũng không phát tác lúc này tiến lên vách núi theo lý thuyết nhiều đá lăn xuống như vậy chắc hẳn nơi này sẽ có nhiều đá lăn trồng chất nhưng trên thực tế nơi này không có gì cả đá lăn đi tới vị trí này liền biến mất có một tấm bia đá đặt ở đó giới thiệu phương pháp lên núi hóa ra lên núi cần cưỡi một loại phương tiện giao thông giống như mộc phạt có trượt lên đường núi trên mộc phạt có vũ khí, có thể phá hư đá lăn va chạm. Một chiếc mộc phạt nhiều nhất chỉ có thể chở 10 người, uy lực vũ khí trên mộc phát quyết định bằng thực lực tổng hợp của thuyền viên.